Mẹ, con không muốn bé Năm đi. Lăng Thiên đứng bên cạnh nghe thấy, vừa nghe Lăng An phải rời đi chữa bệnh, tâm trạng liền sa sút, cũng không chơi đồ chơi nữa. Ninh Hạ xoa đầu Lăng An, nghe thấy lời của Lăng Thiên, ngẩng đầu lên nhìn, nhẹ giọng hỏi, con muốn mất bé Năm sao? Cô biết Lăng Thiên và Lăng An thân thiết nhất, Lăng An phải đi chữa bệnh, Lăng Thiên nhất định sẽ không nỡ. Lăng Thiên lắc đầu, chia tay ngắn ngủi là để sau này có thể ở bên nhau lâu hơn. Đợi bệnh của Lăng An khỏi rồi, sẽ quay lại, được không? Ninh Hạ an ủi Lăng Thiên, trong lòng vẫn buồn bã. Những lời này cũng không biết là đang an ủi Lăng Thiên hay đang tự an ủi mình. Lăng Thiên gật đầu như hiểu mà không hiểu. Lăng An tâm trạng sa sút, trong lòng rất khó chịu. Cậu thật sự không muốn rời đi, nhưng cậu không muốn vì chuyện này mà khiến mẹ buồn, nên cậu giả vờ như không có chuyện gì, nói với Ninh Hạ. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ ngoan ngoãn, sẽ nhanh chóng quay lại. Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lòng Ninh Hạ như muốn tan chảy, trong lòng càng thêm khó chịu. Ra khỏi phòng, đã là nửa đêm, Ninh Hạ đi đến phòng khách, đứng trước khung cửa, nhìn ra ngoài sân. Tối đen như mực, trống rỗng, không có một bóng người. Cũng không biết Lăng Uyên đã đi đâu, chiếc giường che hắn ngủ trước đây đã để cho Ngô Tà ngủ rồi, nếu Lăng Uyên ở lại qua đêm thì chỉ có thể ngủ dưới đất. Ninh Hạ đau đầu xoa xoa mi tâm. Cô đang nghĩ xem ngày mai sẽ nói với mấy đứa trẻ như thế nào, bây giờ 5 đứa cũng không còn xa lạ và lạnh nhạt như lúc ban đầu nữa. Sau khi trải qua một số chuyện, sống chung với nhau 1 năm, tự nhiên là có tình cảm. Vì chuyện của Lăng An, cô quên nói với các con rằng cha chúng chưa chết, đã trở về. Cũng không biết mấy đứa trẻ sau khi biết Lăng Uyên đã trở về sẽ phản ứng như thế nào. Sau khi rửa mặt, Ninh Hạ nằm trên giường, mơ màng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này không được yên ổn, cô mơ thấy mình trở về hiện đại. Cô nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, đeo mặt nạ dưỡng khí, trên người cắm đầy kim tiêm, dịch truyền lạnh lẽo chảy vào mạch máu của cô. Bên tai cô đột nhiên vang lên tiếng khóc đau lòng của mẹ, Tiểu Hạ, con gái của mẹ. Tiếng thở dài sâu lắng của cha, tiếng anh trai và em trai an ủi mẹ. Những âm thanh đó vang lên bên tai cô muốn mở mắt ra, nói với họ rằng cô rất ổn, đừng lo lắng cho cô. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào, tất cả cũng chỉ là vô ích. Khi Ninh Hạ mở mắt ra lần nữa, trước mắt là một mảnh tối đen, hồi phục một lúc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời chỉ hơi sáng. Ninh Hạ nghĩ đến mọi chuyện trong mơ, mắt hơi ươn ướt. Cô không biết mình thật sự đã trở về hiện tại, hay chỉ là vì quá nhớ người thân, nên mới mơ thấy giấc mơ như vậy. Ninh Hạ bình tĩnh lại, dù sao cũng không ngủ được, liền đứng dậy, rửa mặt, rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Ninh Hạ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, tay không ngừng bận rộn, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng. Phu nhân, sao dậy sớm vậy? Ngô Tà vuốt bộ râu bạc trắng, thong thả bước vào, vẻ mặt tràn đầy sức sống. Ninh Hạ ngẩng đầu lên nhìn, gật đầu, tay không ngừng nhào bột, hỏi. Thần y khi nào thì đưa Lăng An về thần y cốc? Ngô Tà nhìn bột mì Ninh Hạ đang nhào trong tay, đoán xem sáng nay Ninh Hạ sẽ làm món ngon gì. Nghe thấy câu hỏi của Ninh Hạ, trầm ngâm một lúc, đáp. Nếu Lăng An đồng ý bái ta làm sư phụ, hôm nay có thể đi. Ngô Tà dừng lại một chút, lại nói, tốt nhất là đừng trì hoãn quá lâu. Lần sau hàn độc phát tác, phản ứng sẽ càng dữ dội hơn. Trên tay ông cũng không có dược liệu chữa trị, chỉ có thể dùng kim châm áp chế. Đây dù sao cũng không phải là biện pháp lâu dài, cũng sẽ làm tổn thương kinh mạch của Lăng An. Nghe nói hôm nay có thể đi, động tác nhào bột của Ninh Hạ dừng lại. Nhanh vậy sao? Ninh Hạ do dự hỏi, thần y, sau khi ông đưa Lăng An về thần y cốc, ta có thể đến thăm nó thường xuyên không? Ta sẽ không vào thần y cốc, chỉ cần Lăng An ra ngoài gặp ta là được. Chúng ta hẹn một địa điểm. Ngô Tà lắc đầu, tỏ ý không được, e rằng không được. Tay Ninh Hạ vô thức siết chặt, việc này cũng không được. Bữa sáng, Ninh Hạ nhào bột làm bánh bao nhỏ, bánh chèo luộc, bánh chèo hấp, còn xay sữa đậu nành, rán quẩy. Đây là lần duy nhất Ninh Hạ làm bữa sáng thịnh soạn nhất, đợi mấy đứa trẻ thức dậy, ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng, liền biết, hôm nay mẹ xuống bếp. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, Lăng Uyên biến mất cả đêm, cũng xuất hiện cùng 3 thuộc hạ của mình vào giờ ăn cơm. Vì có người ngoài, 2 anh em Bạch Liễn, Bạch Chỉ không muốn ngồi ăn trên bàn, liền bưng bát, vào bếp ăn. 1 nam 1 nữ phía sau Lăng Uyên, hẳn là 2 thuộc hạ cải trang thành ám vệ, chỉ cung kính đứng sau lưng Lăng Uyên, không ngồi vào bàn ăn, còn Nam Phong thì không khách sáo chút nào, vừa thấy có đồ ăn ngon, liền không mời mà đến, ngồi phịch xuống bàn ăn. Tâm trạng của 5 đứa trẻ đều không tốt, cho dù nhìn thấy Ninh Hạ làm một bàn đầy đồ ăn sáng thịnh soạn, dường như cũng không có khẩu vị. Đặc biệt là 3 đứa Lăng Vân, Lăng Thiên, Lăng An, quầng thâm đen xì dưới mắt, nhìn là biết, tối qua không ngủ ngon. Lăng Nghĩa và Lăng Bác có lẽ cũng đã biết. Quả nhiên, Lăng Bác nhìn Ninh Hạ, cau mày hỏi, Mẹ, Lăng An bị bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không? Tại sao phải đi theo ông Ngô Tà đến một nơi nào đó? Lăng Bác đã 8 tuổi rồi, có suy nghĩ độc lập, cũng rất thông minh, rõ ràng không dễ dỗ dành như mấy đứa nhỏ Lăng An. Đối mặt với những câu hỏi của Lăng Bác, Ninh Hạ im lặng, một lúc lâu không lên tiếng. Mấy đứa trẻ không nỡ để Lăng An đi, cô cũng không nỡ. Nếu không phải vì không biết mức độ nguy hiểm của hàn độc sau này, Ninh Hạ cũng không muốn để Lăng An một mình đến một nơi xa lạ, điều chưa biết khiến người ta sợ hãi. Nhất thời, vì sự im lặng của Ninh Hạ, không khí trên bàn ăn có chút ngưng trọng. Trừ Ngô Tà không liên quan vẫn đang cúi đầu ăn, và Nam Phong đang mải mê với bánh bao nhỏ, bánh chèo hấp, những người khác đều dừng đũa. Lăng Uyên đặt đũa xuống, đũa va chạm với bàn tre phát ra tiếng va chạm giòn tan, cạch. Ánh mắt mọi người theo tiếng động, nhìn về phía Lăng Uyên. Lăng Uyên cau mày, dường như vô cùng khó chịu, bé Nam chúng kịch độc, nếu không đi giải độc, đến lúc đó chúng độc mà chết, ai muốn nhìn thấy chứ. Mẹ con cũng không muốn bé Nam đi, bà ấy còn lo lắng hơn các con. Mấy đứa trẻ bị khí thế của Lăng Uyên dọa sợ, một lúc lâu không dám lên tiếng. Chỉ có Lăng Nghĩa nắm được trọng điểm trong lời nói của hắn, trúng độc, tại sao bé Nam lại trúng độc? Ninh Hạ hơi cau mày, vốn dĩ cô không định nói cho các con biết Lăng An trúng độc, cho nên tình huống khẩn cấp, cần phải theo đến thần y cấp cứu chữa, không ngờ Lăng Uyên lại trực tiếp nói ra. Lăng An mặt trắng bệch, ngộ độc gì ạ? Cậu bị ngộ độc, vậy cậu có phải sắp chết rồi không? Nhìn sắc mặt của mấy đứa trẻ, Ninh Hạ biết ngay, hỏng rồi. Mấy đứa nhỏ này chắc chắn lại nghĩ lung tung rồi. Không sao đâu, sẽ khỏi thôi, đừng lo lắng. Ninh Hạ nhìn mấy đứa trẻ mặt mày tái mét, chỉ biết an ủi. Lăng An mắt đỏ hoe, không nói gì. Bốn đứa trẻ im lặng cúi đầu. Lăng Uyên cau mày, mới hơn 2 năm không gặp, sao lại trở nên nhõng nhẽo như vậy? Đã nói không sao thì sẽ không sao, các con bày ra vẻ mặt này cho ai xem. Giọng Lăng Uyên trầm thấp, cứng nhắc. Lăng Bác liếc xéo Lăng Uyên một cái, rõ ràng là không để tâm đến lời nói của hắn. Ninh Hạ đau đầu dữ dội, đành mặc kệ, hắn là cha của các con, hắn không chết, trở về tìm các con rồi. Ninh Hạ nhìn về phía Lăng Uyên, ra hiệu một chút, nói xong cũng không quan tâm bọn trẻ nghĩ gì, đứng dậy đi vào nhà, đầu đau như búa bổ. Đứa nào đứa nấy cứng đầu. 5 đứa trẻ đồng loạt ngẩn người. Lăng An nín khóc, ngơ ngác nhìn Lăng Uyên, Lăng Nghĩa cau mày nhìn Lăng Uyên. Lăng Bác đánh giá Lăng Uyên từ trên xuống dưới. Lăng Vân tò mò nhìn sang, Lăng Thiên chừng mắt nhìn. Lăng Uyên nhìn biểu cảm của 5 đứa trẻ, cụp mắt xuống, đáy mắt không có chút cảm xúc nào. 3 đứa nhỏ có lẽ không có ấn tượng gì về người cha này, cũng không có tình cảm gì. Nhưng Lăng Nghĩa và Lăng Bác khi còn ở tướng phủ lại rất quan tâm đến Lăng Uyên, mặc dù nhiều năm như vậy chưa từng gặp mặt, nhưng không ngăn cản được việc bọn họ nghe người trong phủ kể về những chiến công hiển hách của Lăng Uyên. Cha của họ là Trấn Quốc đại tướng quân, dũng mãnh thiện chiến, được người đời ca tụng là chiến thần, tồn tại như thần nhân. Dù biết cha mình đã tử trận, nhưng cũng là một sự tồn tại oanh liệt, như một huyền thoại. Bây giờ biết cha mình chưa chết, lại bị mất trí nhớ được mẹ mang về nhà, bọn họ còn từng thù địch, đối đầu với hắn, giờ hắn khôi phục trí nhớ, lại đến tìm bọn họ. Dần dần, ánh mắt mấy đứa trẻ nhìn Lăng Uyên trở nên cảnh giác. Nghĩ đến 2 tháng trước, hắn đã khôi phục trí nhớ, rồi không nói một lời liền rời đi, bây giờ lại quay về. Hắn biết bọn họ sống không tốt ở tướng phủ, muốn bù đắp cho họ, đến đón họ về sao. Lăng Nghĩa cau mày, đầu âm ỉ đau. Cậu nhớ, ở tướng phủ, cha cậu còn có 2 người thiếp, tuy không có vợ cả, nhưng 2 người thiếp đó đúng là thiếp của cha cậu. Mẹ là người cuối cùng được cưới về, coi như là nhỏ nhất, 2 người thiếp kia ở kinh thành thân phận đều cao hơn mẹ, là con gái của các vị đại thần trong triều, được coi là tiểu thư khuê các. Nếu mẹ về tướng phủ, bị người khác bắt nạt thì sao? Hơn nữa, với tính cách của mẹ, bà thích nơi này, chắc chắn không muốn rời đi, bọn họ chỉ muốn ở bên mẹ. Lăng Nghĩa lặng lẽ cau mày, lòng đã dần nghiêng về phía Ninh Hạ. Tướng phủ cũng chẳng có gì tốt đẹp, thà ở bên mẹ, tận hưởng cuộc sống còn hơn là quay về nhìn bọn họ tranh giành đấu đá, vì vậy, con sẽ không về với người, Lăng Nghĩa nói. Lăng Bác có chút bất ngờ nhìn Lăng Nghĩa, sau đó gật đầu, người đến để đón chúng con về sao. Bọn họ nhanh chóng chấp nhận thân phận của Lăng Uyên, sau đó lại bài xích. Nhìn 5 đứa nhỏ đồng loạt gật đầu, Lăng Uyên nhíu mày, nói, mẹ các con quyết định. Lăng Bác bĩu môi. Những gì Lăng Nghĩa nghĩ được, Lăng Bác naturally cũng nghĩ được. Trước đây cậu cảm thấy đàn ông tam thê tứ thiếp cũng chẳng có gì, nhưng đến lượt mẹ, cậu lại cảm thấy, với người phóng khoáng như mẹ, không ai xứng đáng cả. Cậu không muốn mẹ buồn, đau khổ, vì một người đàn ông mà tranh giành, mệt mỏi. Sinh ra trong gia đình quyền quý, Lăng Bác đã chứng kiến quá nhiều màn tranh giành sủng ái của những người phụ nữ. Lăng Uyên không biết, chỉ mới tiết lộ thân phận, mấy đứa trẻ đã nghĩ xa xôi như vậy. Hắn chỉ biết, dường như mấy đứa trẻ biết hắn chưa chớp quay về, cũng không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Cái cảm xúc này là chỉ vui mừng, hạnh phúc. Sau bữa sáng, Ngô Tà gọi Lăng An ra một góc, Bạch Chỉ mang trà đã chuẩn bị sẵn ra. Ngô Tà ngồi trên ghế trúc, Bạch Chỉ rót trà, Lăng An đứng bên cạnh nhìn, có chút không hiểu. Lúc này, Ninh Hạ đã bình tĩnh lại, từ trong nhà bước ra. Lăng An phải bái Ngô Tà làm sư phụ mới được vào Thần Y Cốc. Kiếp này, Lăng An vẫn không thoát khỏi y thuật và độc dược. Ninh Hạ đi tới, giải thích với Lăng An, "Tiểu Ngũ, ông Ngô Tà là thần y rất giỏi, con bái ông ấy làm sư phụ, có thể học y thuật." Lăng An ngơ ngác nhìn Ninh Hạ, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ghé sát vào tai Ninh Hạ, nhỏ giọng nói, "Mẹ, nếu ông Ngô Tà không chữa khỏi cho con học giỏi y thuật rồi, có thể tự chữa cho mình được không?" Ninh Hạ nghe lời trẻ con của Lăng An, cong môi cười, gật đầu, "Đương nhiên là được." Lăng An nắm chặt tay nhỏ, gật đầu, như đã quyết tâm điều gì đó. Ninh Hạ hướng dẫn Lăng An dâng trà, dập đầu 3 cái trước Ngô Tà. Ngô Tà đưa cho Lăng An một tấm lệnh bài thêu hoa văn, trên đó khắc chữ Ngô. Ngô Tà gật đầu, vuốt râu, sau đó nói, "Từ nay về sau, con chính là đệ tử của ta, Ngô Tà, quy củ trong cốc, đợi đến nơi rồi ta sẽ nói cho con biết." Sau khi nghi thức bái sư kết thúc, Ninh Hạ mới nói với Lăng An, "Lát nữa cậu sẽ đi theo Ngô Tà." Bên ngoài sân, Lăng Uyên đã cho người chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng. Ninh Hạ quay vào nhà thu dọn đồ đạc cho Lăng An. Lăng An đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Ninh Hạ, bĩu môi, có chút buồn bã. "Anh, em sắp đi rồi, em sẽ nhanh chóng trở về, mọi người nhất định phải đợi em về." Lăng An kéo tay áo Lăng Bác, nhìn Lăng Thiên, dụi nước mắt, mắt đỏ hoe. Lăng Vân chạy vào nhà, ôm một chiếc hộp gỗ ra, đưa cho Lăng An. Lăng An nhìn chiếc hộp gỗ, mắt sáng lên, "Anh ba, anh cho em cửu khúc hồi hoàn sao?" Đây là món đồ chơi thủ công mà Lăng Vân yêu thích nhất, anh ba đã mất 3 tháng để làm ra nó. Lăng Vân gật đầu. Lăng Thiên đưa thanh kiếm gỗ yêu thích của mình cho Lăng An, nói, "Sau này không có tứ ca bên cạnh, thanh kiếm gỗ này sẽ bảo vệ em." Lăng An lần lượt nhận quà chia tay của các anh, đợi đến khi Ninh Hạ thu dọn đồ đạc cho Lăng An xong đi ra, thì thấy 5 đứa trẻ đang vây quanh nhau tạm biệt. "Lăng Ngờ An." Ninh Hạ thu dọn vài bộ quần áo cho Lăng An, chuẩn bị một ít đồ ăn vặt như trái cây sấy khô, thịt khô. Lăng An ôm đầy đồ trong tay, đều là quà chia tay mọi người tặng cậu. Lăng An ôm Ninh Hạ, nước mắt lưng tròng, tủi thân. Dưới sự thúc giục của Ngô Tà, cậu lưu luyến lên xe ngựa. "Mẹ." Lăng An ngồi trên xe ngựa, thò đầu ra từ cửa sổ, lưu luyến nhìn Ninh Hạ. Ninh Hạ vẫy tay với cậu, cố nén nước mắt sắp trào ra, khẽ ho một tiếng, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Gâu gâu, gâu gâu. Con sói xám bên cạnh Ninh Hạ, vây quanh Ninh Hạ, lo lắng đi vòng vòng, nhìn Lăng An đầy lưu luyến. Sói xám vẫn luôn do Lăng An nuôi lớn, tự nhiên là thân thiết với Lăng An nhất, giờ Lăng An phải rời đi. Ninh Hạ có chút không nỡ, hay là mang Tiểu Hôi theo đi. Có Tiểu Hôi ở bên cạnh, bé Năm đến một nơi xa lạ, cũng sẽ không quá cô đơn. Ngô Tà nhìn Lăng An đang nhìn đầy lưu luyến, lại nhìn Ninh Hạ, thở dài, sau đó gật đầu, muốn mang theo thì mang theo đi. Thật ra Ngô Tà cũng có chút không nỡ rời đi, dù sao nơi này non nước hữu tình, lại còn có Ninh Hạ, người có tài nấu nướng tuyệt vời. Hai. Sói xám được như ý lên xe, Lăng An ôm bụng sói xám, vẫy tay chào tạm biệt Ninh Hạ. Dưới ánh mặt trời chói chang, Ninh Hạ trơ mắt nhìn xe ngựa biến mất ở khúc cua nhỏ quanh co. Lăng Uyên đứng sau lưng Ninh Hạ, nhìn vẻ mặt buồn bã của Ninh Hạ, ánh mắt hơi tối sầm lại. Sau khi Lăng An và Ngô Tà rời đi, trong nhà yên tĩnh hơn rất nhiều, tâm trạng mọi người đều có chút sa sút. Trong lòng Ninh Hạ không yên, cũng không để ý đến việc Lăng Uyên vẫn còn ở nhà, liền đeo sọt sau lưng, tay cầm dao chặt củi lên núi. Lăng Uyên nhìn bóng lưng Ninh Hạ rời đi, che giấu vẻ buồn bã trong mắt. Nam Phong bên cạnh nhận ra tâm trạng sa sút của chủ nhân, tưởng hắn đang buồn vì Ngũ công tử, trầm ngâm một lúc, nói: "Tướng quân, không cần lo lắng cho Ngũ công tử, A Thiên đang âm thầm bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện." Lăng Uyên hơi cau mày, không để ý đến lời của Nam Phong, bước ra khỏi sân, hai ám vệ nam nữ phía sau muốn đuổi theo, bị Lăng Uyên ngăn lại. "Không cần đi theo." Truy Phong và A Khê nhìn nhau, A Khê hơi cau mày, tay vô thức nắm chặt thanh kiếm bên hông. Nam Phong và Truy Phong không nhìn ra, nhưng nàng lại nhìn rõ ràng. Chủ nhân rõ ràng là rất quan tâm đến người phụ nữ nông dân kia. Nàng có chút không hiểu, rõ ràng chủ nhân cũng không chỉ có một thiếp, tại sao lại nhất định phải để ý đến người này? Đây là lần đầu tiên nàng thấy chủ nhân để ý đến một người như vậy. Lăng Uyên lặng lẽ đi theo sau Ninh Hạ từ xa, cũng không đến gần. Lăng Uyên cố ý không để Ninh Hạ phát hiện, Ninh Hạ cũng không phát hiện Lăng Uyên vẫn luôn đi theo mình. Ninh Hạ cứ thế đi vào núi, Nhìn khu rừng xanh tươi tốt, ánh mặt trời chiếu rọi xuống bãi cỏ. Trong không khí tràn ngập mùi cỏ xanh được phơi nắng, một cơn gió nhẹ thổi qua, xua tan đi phần nào cái nóng trên người Ninh Hạ. Chít chít. Trên ngọn cây vang lên tiếng kêu nhỏ của động vật. Ninh Hạ bị thu hút, ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy hai con sóc nhỏ trên cành cây đang gặm quả thông. Quả thông. Ninh Hạ sững người, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào mình đã đi vào một rừng thông, trên mặt đất còn rơi rất nhiều quả thông lớn nhỏ. Ninh Hạ cúi người, nhặt những quả thông rơi trên mặt đất, rất nhiều quả vẫn còn hạt, cũng không bị hỏng. Lăng Uyên trốn từ xa sau một cây cổ thụ, cây đó vừa vặn che khuất hắn, nhìn qua khe hở nhỏ, Lăng Uyên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia. Bóng người đó quay lưng về phía mình, ngồi xổm trên mặt đất, nhặt những quả thông rơi trên mặt đất, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bên mặt. Đột nhiên, không khí dao động, ánh mắt Lăng Uyên tối sầm lại, thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Bóng cây lay động, hơn 10 người áo đen, tay cầm trường kiếm, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đâm thẳng về phía An Ninh Hạ. Bóng cây lay động, ánh sáng trắng lóe lên. Ninh Hạ rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh đặc lại, cùng với dự cảm nguy hiểm đang ập tới. Keng, keng. Ninh Hạ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mười mấy bóng đen từ trên không trung lao xuống, tay cầm trường kiếm, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Đồng tử Ninh Hạ co rút lại, ngã ngồi phịch xuống đất, mắt mở to. Bốn phía xung quanh cô đều bị người mặc đồ đen bao vây, không còn kẽ hở nào để chạy thoát. May mắn là mười mấy tên người mặc đồ đen kia sau khi xuất hiện chỉ vây quanh Ninh Hạ, chưa ra tay ngay lập tức. Tên người mặc đồ đen cầm đầu chĩa kiếm về phía Ninh Hạ, đôi mắt đen lạnh lẽo, không chút cảm xúc nhìn cô. Là cô ta rồi. Ninh Hạ nhìn cảnh tượng này, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cố gắng bình tĩnh lại, vừa định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng. Là cô ta rồi là sao? Không phải tôi. Thấy thanh kiếm sắp chém xuống đầu mình, Ninh Hạ nghiêng người sang một bên, né được nhát kiếm, hét lớn. Ninh Hạ nuốt nước bọt, nhìn mười mấy tên sát thủ đầy sát khí, khó khăn lên tiếng, tôi chỉ là một người nông dân, người các người muốn tìm tuyệt đối không phải tôi. Ninh Hạ cố gắng trấn tĩnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng. Cô đã đắc tội với ai? Sao lại có sát thủ đến truy sát cô? Chỉ chấn động trong giây lát, Ninh Hạ liền nghĩ đến, rất có thể là nhóm người mặc đồ đen truy sát Lăng Uyên lần trước. Nhưng tại sao bọn họ lại đến ám sát cô? Chẳng lẽ là biết cô đã cứu Lăng Uyên, biết Lăng Uyên chưa chết nên tìm đến cửa? Đầu óc Ninh Hạ rối bời, nghĩ đến khả năng này, trong lòng dâng lên một trận bực bội và sợ hãi. Nếu không lừa được bọn họ, cô rất có thể sẽ bỏ mạng tại đây. Cô là Ninh Hạ. Tên người mặc đồ đen không ra tay ngay, mà lạnh lùng hỏi. Ninh Hạ không đổi sắc mặt, cau mày nói, Ninh Hạ nào? Tôi tên là Đại Hoa, không phải Ninh Hạ gì cả, các người tìm nhầm người rồi. Tên người mặc đồ đen thấy vẻ mặt Ninh Hạ không giống giả vờ, mấy người nhìn nhau. Nhân cơ hội này, Ninh Hạ đứng dậy từ dưới đất, xách sọt lên, nắm chặt dao chặt củi trong tay, lùi dần về phía sau, vẻ mặt vô tội. Các người thật sự nhận nhầm người rồi, nếu không còn việc gì, tôi đi đây, mẹ tôi còn đang đợi tôi về nấu cơm. Nói xong, Ninh Hạ nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của những người mặc đồ đen, thừa lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, bước nhanh về phía trước, không dám dừng lại dù chỉ một chút. Tên sát thủ cau mày, vung kiếm, lạnh lùng nói, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ninh Hạ nghe rõ câu nói này, tim đập thình thịch, cắm đầu chạy về phía trước, vứt cả sọt cũng không cần nữa, chỉ nắm chặt cây dao chặt củi trong tay. Đám người mặc đồ đen phía sau đồng loạt đuổi theo. May mà trước đây Ninh Hạ đã học được vài chiêu võ mèo cào từ Lăng Uyên, khinh công cũng tạm được, sau khi Lăng Uyên rời đi, cô vẫn kiên trì luyện tập. Lúc này coi như có ích, thân ảnh Ninh Hạ thoát cái đã biến mất trong rừng cây, đám sát thủ phía sau vẫn đuổi theo không bỏ, rõ ràng là có võ công cao cường. Ninh Hạ không dám quay đầu lại, dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước, không dám lơ là. Thấy đám sát thủ càng lúc càng gần, Ninh Hạ hoảng sợ, hơi thở dồn dập, tốc độ cũng chậm lại, đám người mặc đồ đen phía sau sắp đuổi kịp. Ninh Hạ lo lắng đến toát mồ hôi hột. Đúng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy Ninh Hạ, kéo cô vào một lồng ngực rộng lớn. Ninh Hạ giật mình, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. Đừng sợ, là ta. Là Lăng Uyên. Ninh Hạ an tâm hơn, không dám cử động, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Lăng Uyên. Lăng Uyên dùng bàn tay rộng lớn ôm lấy vai Ninh Hạ, giang tay ôm chặt cô vào lòng. Ninh Hạ dựa vào ngực hắn, có thể nghe rõ tiếng tim hắn đập thình thịch. Đừng sợ. Gió thổi vù qua tai, Ninh Hạ mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lăng Uyên, lòng bình tĩnh lại. Thân thủ Lăng Uyên nhanh nhẹn, mang theo Ninh Hạ cũng không hề chậm lại, như một tia chớp, lao nhanh về phía trước. Những tên sát thủ phía sau rõ ràng được huấn luyện bài bản, lại rất có kinh nghiệm, bám giết không rời, từ bốn phương tám hướng lao tới. Bóng cây lay động, ánh mặt trời chiếu xuống những tán cây, ánh sáng lờ mờ xuyên qua kẽ lá. Mười mấy tên nhân phía sau đuổi theo không bỏ. Lăng Uyên mặt không đổi sắc, nhìn về phía trước, suy nghĩ đường thoát thân, dường như có ánh sáng gì đó lóe lên trong mắt hắn. Tiếng lá cây xào xạc dưới chân, giống như trong bụi cây bên bờ sông Vân Hà ngày nào, gió thổi qua, bóng cây lay động. Lăng Uyên mang theo Ninh Hạ chạy nhanh từ ven sông đến rừng cây rậm rạp, những tán cây rộng lớn lay động dưới ánh mặt trời, lá cây rơi lả tả. Mười mấy bóng đen lướt qua, sát khí âm thầm lan tỏa, chỉ có vỏ cây bồ đề bóng loáng phản chiếu ánh sáng bạc mờ ảo dưới ánh mặt trời. Chẳng mấy chốc, Lăng Uyên đã có chút không chịu nổi, hắn tăng tốc, giấu Ninh Hạ vào một hang động kín đáo, nói nhỏ: "Nàng cứ ở đây, đừng ra ngoài, ta sẽ dẫn bọn chúng đi." Trong hang động tối om, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ, Ninh Hạ không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Lăng Uyên, nhưng lại cảm nhận được sự kiên định trong đôi mắt đen láy của hắn. "Chàng." Cổ họng Ninh Hạ khô khốc, nửa ngày không nói nên lời. "Đừng sợ." Lăng Uyên cố gắng đưa tay xoa đầu Ninh Hạ, an ủi một câu. Đột nhiên, một bóng đen áp sát lại, ngay sau đó Ninh Hạ cảm thấy bên má mình như có gì đó chạm nhẹ vào, lạnh lẽo. "Đợi ta." Giọng nói trầm thấp vang lên. Lăng Uyên quay đầu, bước ra khỏi hang động, không biết đã dùng thứ gì đó chặn kín miệng hang. Một lúc sau, bên ngoài hang động truyền đến tiếng động, tiếng bước chân sột soạt, xen lẫn tiếng chém giết. "Chính là đi về phía này." "Ở kia." "Đuổi theo." Ninh Hạ bịt miệng, không dám thở mạnh, từ khe hở nhỏ, cô nhìn thấy bóng đen lướt qua. Một lúc sau, bên ngoài hang động không còn tiếng động nữa. Ninh Hạ lau mặt, cảm thấy ướt ướt, lúc này mới giật mình nhận ra, không biết từ khi nào, nước mắt đã trào ra, không biết là vì sợ hãi hay kinh hoàng. Rất lâu sau, Ninh Hạ vẫn chưa thể bình tĩnh lại, vừa rồi, nếu cô không cảm nhận sai, chỉ trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được cảm xúc kiềm nén và ẩn nhẫn từ Lăng Uyên, nhẹ nhàng chạm môi vào má cô. Hành động nhỏ bé đó, như thể đang hôn lên báu vật, chạm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim Ninh Hạ. "Ừ, Lăng Uyên chàng." Ninh Hạ lau mặt, kìm nén cảm xúc đang dâng trào cho ng lòng. Lăng Uyên chạy như bay về hướng ngược lại, hắn cố ý chạy chậm lại, những người áo đen phía sau nhanh chóng đuổi kịp. Cuối cùng, Lăng Uyên dừng lại trên một bãi cỏ trống trải, hơn 10 người áo đen đồng loạt chạy ra, nhanh chóng bao vây Lăng Uyên. "Lăng Uyên, không ngờ ngươi thật sự chưa chết." Giọng nói lạnh lùng của người áo đen vang lên, hắn nhìn Lăng Uyên từ trên xuống dưới, sau khi xác định đúng là Lăng Uyên, khuôn mặt ẩn sau lớp vải đen tối sầm lại. Lăng Uyên vung tay, rút một thanh kiếm mềm từ bên hông, thanh kiếm mềm sắc bén, vân mây sấm sét trên vỏ kiếm lấp lánh. Rút kiếm ra, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra dưới ánh mặt trời, cỏ cây cao nửa người xung quanh bị chém làm đôi, héo úa tàn tạ. Lăng Uyên đứng tại chỗ, không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn hơn 10 người áo đen đang bao vây mình, một thanh trường kiếm dài 3 thước, hình dáng tuyệt đẹp, thân kiếm thon dài, ánh sáng lạnh lẽo, dùng ngón tay gảy nhẹ, âm thanh trong trẻo dễ nghe. "Lần trước các ngươi tập kích ta, lần này." Lăng Uyên cầm vỏ kiếm, dùng ngón tay gõ nhẹ, trường kiếm vèo một tiếng vung ra. "Ta sẽ lấy mạng các ngươi." Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, xung quanh yên tĩnh, không khí dường như ngưng động, khiến người ta khó thở. Xương tay Lăng Uyên rõ ràng mạnh mẽ, lưỡi kiếm sắc bén dị thường, ở giữa có một rãnh máu cực nhỏ. Chỉ cần liếc mắt một cái, đã thấy sự sắc bén, bá đạo. Lúc xoay cổ tay, cơ bắp cánh tay nổi lên, song câu đoạt hồn rút ra khỏi vỏ, tạo ra luồng khí mạnh mẽ. Kiếm vung lên, tiếng leng keng không dứt bên tai, lưỡi kiếm này sắc bén, sống kiếm có 9 lỗ sâu 9 vòng, lúc vung lên, âm thanh như tiếng chim nhạn kêu. Khi Lăng Uyên nghiêng người dừng lại, chỉ trong chốc lát, bên cạnh hắn đã có 5-6 người áo đen ngã xuống. Cổ của những người áo đen bị cắt đứt, máu chảy ra, lúc chớp vẫn trừng mắt, như chớp không nhắm mắt. 5 người áo đen còn lại đứng tại chỗ, trừng mắt, nhìn Lăng Uyên với ánh mắt đầy vẻ không thể tin được, việc này, sao có thể? Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, sao hắn lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Người áo đen cầm đầu hoảng loạn trong giây lát, sau đó cố gắng trấn tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Lăng Uyên, ra lệnh, giết hắn cho ta. Mặc dù những người áo đen vừa khiếp sợ vừa kinh hãi, nhưng không hề có ý định dừng tay, nghe thấy người cầm đầu ra lệnh, liền cầm kiếm, xông lên. Lăng Uyên không chút biểu cảm, một lúc sau, một tiếng leng keng, keng, cùng với tiếng va chạm của đao kiếm, thanh kiếm mềm trong tay Lăng Uyên rút ra một nửa đâm vào ngực một người áo đen, nửa thanh kiếm mềm còn lại trong không khí. Lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, phụt, trong nháy mắt, những người áo đen lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại người áo đen cầm đầu. Người áo đen cầm đầu ôm bụng bị thương, trừng mắt nhìn Lăng Uyên. Lăng Uyên cầm thanh kiếm mềm đang nhỏ máu, từng bước đi về phía hắn. Người áo đen nhìn Lăng Uyên với ánh mắt kiên quyết, nhìn hắn với ánh mắt chế giễu và tuyệt vọng, dùng sức cắn vỡ viên thuốc độc giấu trong răng hàm. chất độc kịch liệt chảy vào phổi. Không lâu sau, người áo đen co giật toàn thân, miệng phun máu đen. Cho đến khi chết, người áo đen vẫn chừng mắt nhìn Lăng Uyên, từ kẽ răng thốt ra vài chữ: "Lăng Uyên, ngươi sẽ không chết tử tế." Mấy chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, người áo đen đã tắt thở. Một áp lực vô hình như sương mù lập tức lan tỏa xung quanh Lăng Uyên. Cho đến khi nhìn thấy người áo đen cuối cùng tắt thở, Lăng Uyên mới kiệt sức quỳ xuống đất, ôm ngực, thanh kiếm mềm trong tay cũng rơi xuống bãi cỏ. "Cụ." Lăng Uyên che miệng, ho một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi lập tức trào ra, hắn ôm ngực, ho vài tiếng, mới phun hết máu tụ trong lồng ngực ra, vạt áo trước ngực bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn, trông có vẻ dữ tợn. Lăng Uyên không để ý lau vết máu còn sót lại trên khóe miệng, nuốt xuống mùi máu tanh trong miệng. Đợi đến khi hồi phục một chút sức lực, Lăng Uyên mới đứng dậy, lau sạch máu trên kiếm mềm, cất lại vào vỏ. Sau khi rơi xuống vách núi bị mất trí nhớ, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Những vết thương cũ trên người hắn dường như đã khỏi hẳn, sau đó thực lực của hắn ổn định trở lại trạng thái đỉnh cao ban đầu. Nếu theo thực lực lúc trước của hắn, hắn không thể nào đối phó được với hơn 10 sát thủ võ công cao cường này, càng đừng nói đến việc dễ dàng giết chết bọn họ. Mặc dù hắn đã hồi phục rất nhiều, nhưng vừa rồi vì dùng sức quá mạnh, khiến kinh mạch của hắn lại bị tổn thương, nhất thời không chịu nổi, mới phun ra máu. Lăng Uyên chống đỡ, hồi phục một chút sức lực, mới đi về phía Ninh Hạ. Trong hang động, Ninh Hạ co ro trong góc, cô đã ở đây gần 3 canh giờ rồi, bên ngoài không có động tĩnh gì. Vốn dĩ cô muốn ra ngoài, nhưng không biết Lăng Uyên từ đâu lấy ra một tảng đá lớn chặn cửa hang, chỉ chừa lại một lỗ nhỏ. Ninh Hạ dùng hết sức toàn thân, cũng không đẩy được tảng đá đó ra, thử vài lần, đều không được. Ninh Hạ cũng không dám gây ra tiếng động lớn như vậy, sợ những người áo đen bên ngoài ở gần đó, cũng sợ thu hút thú dữ. Ninh Hạ buồn bực cuộn tròn người lại, cau mày. Làm sao Lăng Uyên có thể trong thời gian ngắn như vậy, di chuyển một tảng đá lớn đến đây, lại chặn cửa hang, mà không bị ai phát hiện. Ninh Hạ suy nghĩ lung tung, không biết qua bao lâu, người cô bắt đầu lạnh, bên ngoài dường như cũng dần dần tối lại. Trong lòng Ninh Hạ lo lắng, nhưng lại bất lực. Cô sợ Lăng Uyên xảy ra chuyện, cô nghĩ, đợi thêm một chút nữa, nếu Lăng Uyên vẫn không đến tìm cô sẽ dùng hết sức đẩy tảng đá này ra, rồi đi ra ngoài. Xào xạc. Một tiếng động truyền đến từ ngoài cửa hang, lúc này Ninh Hạ đang mơ màng, không để ý, đầu óc trống rỗng, mê man, toàn thân nặng trịch. Có lẽ cô bị sốt, việc này hơi phiền phức. Trước khi hoàn toàn hôn mê, Ninh Hạ nghĩ, cô rất mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. "Ninh Hạ, Ninh Hạ." Bên tai mơ hồ truyền đến một giọng nói quen thuộc, Ninh Hạ cố gắng mở mắt, muốn lên tiếng, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Cạch. Không lâu sau, tảng đá chắn trước mặt Ninh Hạ bị người ta di chuyển, lúc này, mặt trời lặn về tây, ánh hoàng hôn bao phủ khắp mặt đất. Ninh Hạ cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng màu đen tuyền, ngược sáng hoàng hôn, từng bước đi về phía mình. Lăng Uyên. Nhìn thấy Lăng Uyên xuất hiện, trái tim đang treo lơ lửng của Ninh Hạ mới từ từ hạ xuống. "Ừ." Mơ hồ nghe thấy tiếng đáp lại của Lăng Uyên, Ninh Hạ yên tâm, đầu nghiêng sang một bên, hoàn toàn hôn mê. "Ninh Hạ." Khi nhìn rõ Ninh Hạ, Lăng Uyên hoảng sợ, sắc mặt cũng tái nhợt. Một con rắn đen to bằng cánh tay đang quấn quanh bắp chân Ninh Hạ, thè lưỡi đầy nguy hiểm, trên mắt cá chân Ninh Hạ có một vết răng rõ ràng. Ánh sáng đột ngột làm kinh động con rắn đen đang quấn quanh chân Ninh Hạ. Con rắn hướng về phía Lăng Uyên, thè lưỡi nguy hiểm, dương nanh múa vuốt, như thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Lăng Uyên không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ kinh động con rắn, nó sẽ quay lại cắn Ninh Hạ. Nhân lúc con rắn đen vặn mình, rời khỏi mắt cá chân Ninh Hạ, Lăng Uyên nhanh tay chộp lấy điểm yếu trên thân rắn, dùng lực kéo mạnh, ném nó ra xa. Xì xì. Con rắn đen rơi xuống bãi cỏ, thè lưỡi, chớp mắt đã biến mất tăm. May mắn là Lăng Uyên khi hành quân đánh trận thường xuyên phải ngủ ngoài trời, những loại rắn ở vùng ngoại ô này hắn đều nhận ra, không có độc. Lăng Uyên bước tới, sờ lên trán Ninh Hạ, rất nóng. "Ninh Hạ." Trong cơn mê man, Ninh Hạ cảm thấy mình như đang bay lên không trung, bên tai là giọng nói quen thuộc, trên trán được đắp một chiếc khăn lạnh. Ninh Hạ cau mày, một lúc sau thì hoàn toàn mất đi ý thức. Mặt trời lên cao, nắng gắt, dưới tán cây, biển xanh bát ngát, bầu trời trong xanh, mùa xuân nắng chan hòa, phong cảnh hùng vĩ tráng lệ, trên núi điểm xuyết những tia nắng lấp lánh, gió nhẹ thoảng qua. Ninh Hạ đau đầu dữ dội, vừa mở mắt ra, đập vào mắt là vòm hang động tối om, bên tai là tiếng chim hót líu lo, chíp chíp. Đây là... Ninh Hạ ngồi dậy, quan sát xung quanh, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Hình như là hang động trước khi cô ngất xỉu. Khoan đã, Lăng Uyên đâu rồi? Cổ họng Ninh Hạ khô khốc, cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy, hai chân vừa chạm đất, trước mắt đột nhiên tối sầm, một cơn buồn nôn ập đến. bên ngoài hang động truyền đến tiếng bước chân. Ninh Hạ chưa kịp nhìn lên, cơ thể đột nhiên được một đôi bàn tay to lớn đỡ lấy. Ninh Hạ chớp mắt, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của người đàn ông. Sao lại dậy rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Ninh Hạ nghiêng đầu nhìn sang, chiếc cằm cương nghị của người đàn ông đầu tiên đập vào mắt cô, tiếp đó là đôi mắt đen láy, sâu thẳm, dường như ẩn chứa một chút lo lắng. Ninh Hạ mấp máy môi, không sao. Lăng Uyên gật đầu, đỡ cô ngồi lại trên tảng đá lớn. Ninh Hạ ngồi một lúc, đợi cho cơn chóng mặt qua đi, mới ngẩng đầu nhìn Lăng Uyên, chàng không sao chứ? Cô nghĩ đến mười mấy tên nhân võ công cao cường kia. Dù Lăng Uyên có lợi hại đến đâu, cũng không thể dễ dàng thoát khỏi mười mấy tên sát thủ đó được. Đôi mắt trong veo của người phụ nữ long lanh nước, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Hơi thở Lăng Uyên khựng lại, tim đập liên hồi, hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng. Lăng Uyên lắc đầu, né tránh ánh mắt của Ninh Hạ, tai hơi đỏ lên. Ninh Hạ đầu óc choáng váng, không để ý đến sự khác thường của Lăng Uyên, ôm đầu, nghe nói Lăng Uyên không sao, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi: "Ta bị sao vậy?" Cô chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, lúc ngất xỉu cũng không biết mình bị sao, chỉ biết mình rất khó chịu, không ngờ lại ngất đi như vậy. Nàng bị sốt, bây giờ đỡ hơn chưa? Lăng Uyên vốn định đưa Ninh Hạ về, nhưng trời đã khuya, biết rừng núi hoang vu nguy hiểm, hắn lại mang theo Ninh Hạ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nên đã ở lại trong hang động qua đêm. Chỉ là không ngờ Ninh Hạ sau khi ngất đi, mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh lại. May mà không có chuyện gì. Ninh Hạ gật đầu, thở nhẹ ra, nhìn Lăng Uyên, chúng ta về thôi. Cô và Lăng Uyên mất tích cả đêm, cô sợ bốn đứa trẻ ở nhà lo lắng. Lăng Uyên không biết từ đâu lấy ra hai quả xanh, đưa cho Ninh Hạ, nói, ăn chút gì đã. Không biết có phải do bị bệnh hay không, Ninh Hạ nhìn quả xanh trong tay Lăng Uyên, chậm nửa nhịp mới đưa tay nhận lấy, từ từ ăn hết. Sau khi ăn xong, Ninh Hạ ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt long lanh như đang hỏi, được chưa? Lăng Uyên nhìn vào mắt Ninh Hạ, gật đầu. Mắt Ninh Hạ sáng lên, vừa đứng dậy, chân hơi mềm nhũn, mắt cá chân còn hơi đau. Ninh Hạ ngẩn người, cúi đầu nhìn chân mình, lúc này mới phát hiện chân mình được băng bó bằng vải trắng, hình như còn được đắp thuốc. Ta, đây là... Lăng Uyên đưa tay đỡ Ninh Hạ, nói, lúc ta tìm thấy nàng đã bị rắn cắn. Rắn? Ninh Hạ hoảng sợ mở to mắt, theo bản năng nắm chặt cánh tay Lăng Uyên. Cô sợ rắn nhất. Lăng Uyên nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô, vỗ nhẹ vào vai cô an ủi, nói, không sao, con rắn đen đó không có độc, ta đã đuổi nó đi rồi. Chân Ninh Hạ càng mềm nhũn hơn. Vẫn là rắn đen. Lăng Uyên, chân ta mềm nhũn, chàng đỡ ta một chút. Ninh Hạ nắm lấy tay Lăng Uyên, cơ thể lảo đảo. Được, Lăng Uyên thuận thế đỡ lấy cánh tay Ninh Hạ, để toàn bộ trọng lượng cơ thể cô dựa vào người mình. Nửa người dựa vào thân hình mềm mại của cô, rất nhẹ, không có chút sức nặng nào, cơ thể Lăng Uyên hơi cứng đờ. Lăng Uyên cứ thế đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, cho đến khi Ninh Hạ hồi phục lại. Ninh Hạ nghiêng đầu nhìn Lăng Uyên mặt không cảm xúc, cau mày, tưởng hắn chê mình phiền phức, lặng lẽ rụt tay về, có chút xấu hổ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ninh Hạ gật đầu, chỉnh lại bộ váy nhăn nhúm, nhìn ra ngoài hang động, khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Cũng không biết nơi này cách chân núi bao xa. Lăng Uyên nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Ninh Hạ, sờ lên nửa bên vai mà Ninh Hạ vừa dựa vào, tay lặng lẽ đỏ lên. Ninh Hạ đi phía trước, tay cầm một cây gậy gỗ, dò dẫm cỏ phía trước. Ra khỏi hang động, Ninh Hạ biết mình bị rắn cắn, mắt cá chân đau âm ỉ, khiến tâm lý càng thêm sợ hãi. Nhìn đám cỏ rậm rạp, nhất định phải dùng gậy đánh một cái, sợ bên trong có rắn chui ra. Lăng Uyên đi phía sau, nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, bước nhanh lên phía trước, nói, để ta đi trước. Ninh Hạ ngẩn người, sau đó đỏ mặt vì ngại ngùng. Cô như vậy có phải là quá nhát gan không? Ninh Hạ ngoan ngoãn đi theo sau Lăng Uyên, bước trên những đám cỏ mà hắn đã đi qua, từng bước một, vô cùng cẩn thận. Nhìn tấm lưng rộng lớn, vững chãi của Lăng Uyên, chút sợ hãi còn sót lại của Ninh Hạ dường như cũng dần tan biến. Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhỏ giọng hỏi, những tên sát thủ đó thế nào rồi? Lăng Uyên cụp mắt, vẻ mặt không đổi, từng bước đi về phía trước. Thế nào rồi? Có lẽ đêm qua, xác bọn chúng đã bị sói rừng ăn sạch rồi. Lăng Uyên thản nhiên nói, ta đã cắt đuôi bọn chúng không tìm được người, nên đã bỏ đi. Ninh Hạ sờ đầu, nghe giọng nói bình thản của hắn. Thật sự là vậy sao? Bọn họ có dễ dàng bỏ cuộc như vậy không? Ninh Hạ khôn ngoan không hỏi thêm nữa, im lặng. Cũng đúng, những chuyện bí mật này sao hắn lại nói cho cô biết chứ? Đầu óc dần tỉnh táo, Ninh Hạ suy nghĩ miên man. Những sát thủ áo đen này từ đâu đến? Tại sao lại truy sát cô? Cô chỉ là một... Ninh Hạ dừng lại, bước chân cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lăng Uyên. những sát thủ áo đen này rõ ràng là nhắm vào cô mà đến. Chỉ là tại sao lại nhắm vào cô, e rằng có liên quan đến thân phận của Lăng Uyên. Lăng Uyên đi trước, đi được vài bước, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, liền dừng lại, quay đầu nhìn lại. Liền thấy Ninh Hạ cau mày, như bị thứ gì đó vây khốn, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Sao vậy? Ninh Hạ ngẩng đầu nhìn Lăng Uyên. Cô không phải là người thích vòng vo, liền hỏi thẳng, tại sao những sát thủ đó lại đến truy sát ta? Lăng Uyên nhìn Ninh Hạ, ánh mắt tối sầm lại, một lúc lâu không trả lời. Ninh Hạ cau mày, dường như không định đợi câu trả lời của Lăng Uyên, suy nghĩ cũng bay đi. Lăng Uyên là trấn quốc đại tướng quân của Đại Thanh Quốc, địa vị cao quý, được người đời ngưỡng mộ. Bản thân cô chỉ là một người bình thường, thân phận hắn cao quý, tự nhiên khó tránh khỏi có vài kẻ thù, thậm chí là nhiều hơn. Chuyện ám sát hôm nay, đã có một thì sẽ có hai, thậm chí là nhiều hơn. Cô không muốn đặt mình vào nguy hiểm, lần này bị ám sát trên núi. Nếu những người đó tìm được nhà cô, 5 đứa con của cô cũng sẽ bị liên lụy. Cô chết không sao, nhưng các con của cô thì sao? Càng nghĩ sắc mặt Ninh Hạ càng thêm u ám. Cô nghiêm túc nhìn người đàn ông mặt không chút cảm xúc đối diện, chậm rãi, trịnh trọng nói. Lăng Uyên, chúng ta hỏa ly đi. Đồng tử Lăng Uyên co rút, trái tim như ngừng đập trong nháy mắt. Hắn mở miệng, lại phát hiện mình không nói nên lời. Ninh Hạ nhìn Lăng Uyên mặt mày u ám, giật mình. Quả thực khí thế trên người Lăng Uyên quá lạnh lẽo. Ninh Hạ cau mày. Đàn ông thời cổ đại dường như rất coi trọng danh tiếng của mình. Cô chủ động hòa ly với Lăng Uyên. Không biết Lăng Uyên có cảm thấy mất mặt không? Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ bất lợi cho hắn, cho nên mới. Ninh Hạ suy nghĩ một chút. Dù sao cô cũng không phải vợ cả, chỉ là thiếp của Lăng Uyên, dường như căn bản không có tư cách nói ra 2 chữ hòa ly. Hay là, chàng hưu thiếp đi? Ninh Hạ lại hỏi. Sau này cô cũng không định quay về Tể tướng phủ nữa, cô định nuôi dạy các con ở nơi nhỏ bé này, hoặc là nghĩ cách đi tìm Lăng An. Tóm lại, cô và người như Lăng Uyên là không thể nào. Hơn nữa hình như cô nhớ, Lăng Uyên cũng không chỉ có một thiếp như cô, mà vợ cả, hình như cũng có 3-4 người. Hình như mấy người vợ cả trước đó đều đã chết, cụ thể Ninh Hạ cũng không biết. 5 đứa trẻ Lăng Nghĩa, trừ Lăng Bác và Lăng Vân là anh em ruột, 3 đứa còn lại đều không cùng mẹ, coi như là anh em cùng cha khác mẹ. Cho nên, Lăng Uyên ít đi một thiếp như cô, hẳn là chuyện nhỏ. Ninh Hạ nhìn Lăng Uyên, chờ Lăng Uyên gật đầu. Lăng Uyên hồi phục một lúc, mới khàn giọng, khó khăn hỏi, tại sao? Tại sao lại đột nhiên muốn hỏa ly? Ninh Hạ bị câu hỏi ngược lại của Lăng Uyên làm cho sững sờ một lúc. Vốn dĩ cô tưởng Lăng Uyên sẽ không để ý mà gật đầu, dù sao hai người bọn họ cũng không có gì tình cảm. Nghĩ đến đây, Ninh Hạ do dự một chút, nói, chàng cũng không thiếu một thiếp như thiếp, hơn nữa, sau này thiếp sẽ không theo chàng quay về Tể tướng phủ nữa, từ ngày thiếp rời khỏi Tể tướng phủ, thiếp đã quyết định sẽ không quay lại nữa. Thiếp chỉ muốn ở lại nơi nhỏ bé này, ngắm nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, trồng trọt, nuôi dạy các con, không còn gì khác. Hơn nữa, chúng ta cũng không có tình cảm. Cho nên thiếp không muốn có người quấy rầy thiếp, thậm chí rất có thể sẽ lấy mạng thiếp. Vừa nói, Ninh Hạ do dự, lời cô nói có phải quá quyết tuyệt không? Thật sự không có tình cảm sao? Không thể phủ nhận, lúc Lăng Uyên mất trí nhớ, hắn vẫn luôn lặng lẽ đi theo sau lưng cô, dù cô làm gì, hắn cũng sẽ lặng lẽ giúp đỡ, chưa bao giờ than phiền. Hơn nữa rất có trách nhiệm, lúc dạy võ cho 6 mẹ con cô, vô cùng kiên nhẫn, dù mấy đứa trẻ có nghịch ngợm thế nào, hắn cũng chưa bao giờ tức giận. Hắn sẽ đi theo cô, giúp đỡ cô, hắn sẽ sáng mắt khi ăn món ngon cô làm, nhìn cô, như đang nhìn biển sao, ít nói nhưng chân thành. Ninh Hạ nghĩ đến những chuyện đã qua khi ở chung với Lăng Uyên, như cưỡi ngựa xem hoa, vốn dĩ cô tưởng mình không để tâm, không ngờ những điều này, cô vẫn luôn nhớ. Lăng Uyên đứng trước mặt Ninh Hạ, chỉ nhìn thấy cái đầu cúi thấp của cô như vậy, ngay cả nhìn hắn một cái cũng không muốn, là thật sự quyết tâm muốn hòa ly. Nghe những lời từ chối của Ninh Hạ, Lăng Uyên càng thêm khó chịu. Hắn chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, khó chịu như có mãnh thú đang cào cấu tim hắn, đau đớn, nhưng lại không chớt được. Hắn thật sự thích người phụ nữ trước mặt. Còn về việc cô nói hắn không thiếu một thiếp như cô, từ đầu đến cuối hắn chỉ có một mình cô, Ninh Hạ. Lăng Uyên khàn giọng, nhìn Ninh Hạ, khàn giọng gọi. Ninh Hạ ngẩng đầu lên nhìn, cô đang do dự, cau mày. Lăng Uyên nhìn thấy hàng lông mày nhíu chặt của cô, tưởng cô thật sự chán ghét hắn, lời định nói ra liền mắc nghẹn trong cổ họng, không lên không xuống. Ninh Hạ nhìn sắc mặt Lăng Uyên càng lúc càng khó coi, nắm chặt tay, ánh mắt càng lúc càng đỏ. Ninh Hạ bị dọa sợ, kinh hãi lùi lại 2 bước. Cô chỉ là đề cập đến chuyện hòa ly, sao dáng vẻ của hắn càng lúc càng u ám, như muốn xông lên đánh cô vậy. Cái đó, chàng bình tĩnh một chút. Ninh Hạ nuốt nước bọt. Nếu thật sự không muốn ly hôn, cũng không phải là không được. Lăng Uyên nhìn dáng vẻ lùi lại từng bước của Ninh Hạ, hắn như nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ, mắt đỏ hoe, nói: "Nàng không cần lo lắng, sau này ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ nàng, sau này tin tức của nàng, bọn họ tuyệt đối sẽ không biết." Ninh Hạ gật đầu, quả thực có chút sợ hãi dáng vẻ hiện tại của Lăng Uyên. Lăng Uyên cụp mắt xuống, mắt có chút cay cay, ngực cũng nghẹn lại. Tại sao nàng lại không thích hắn? Hắn không muốn hòa ly, cũng sẽ không hưu nàng. Hắn sẽ nhanh chóng xử lý xong những chuyện đó, nếu nguyện vọng của nàng là luôn ở lại nơi này, hắn muốn người ở bên cạnh nàng là chính mình. Hắn sẽ cùng nàng cày cấy ruộng vườn, hắn sẽ cùng nàng trò chuyện, hắn sẽ cùng nàng ngắm nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn. Lăng Uyên vừa nghĩ, cảm xúc trong lòng như dâng trào, hắn khẽ nhắm mắt lại, nói: "Ta không muốn hòa ly." Ninh Hạ do dự, "Vậy chàng hưu thiếp đi. Dù sao cô cũng không cần danh tiếng, đều không sao cả." Lăng Uyên ngực đau nhói, lắc đầu: "Ta muốn luôn ở bên nàng." "Cái gì?" Ninh Hạ sững gờ sờ. "Ta muốn được ở bên cạnh nàng mãi mãi." Ninh Hạ sững người, nhất thời không biết nên nói gì. Có phải ý hắn là? Lăng Uyên ngẩng lên, thấy Ninh Hạ ngẩn người, lại hỏi: "Được không?" Ninh Hạ nhìn Lăng Uyên, thoáng thấy vành mắt hắn hơi đỏ lên, vẻ mặt có chút cứng đầu. Chuyện này, chẳng lẽ Lăng Uyên thích cô? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tim Ninh Hạ đập thình thịch như nai con chạy loạn, lòng bàn tay toát mồ hôi, mặt cũng nóng bừng. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên cô được tỏ tình. Coi như là tỏ tình đi. Lăng Uyên thấy mặt Ninh Hạ càng lúc càng đỏ, vẻ mặt không được tự nhiên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Hắn đang chờ câu trả lời của cô. Ninh Hạ nhìn hắn, chớp mắt, né tránh ánh mắt của hắn, quay đầu sang một bên. Rất lâu sau, giọng Ninh Hạ mới vang lên: "Để ta suy nghĩ." Cô cảm thấy trong lòng hơi rối bời, hơn nữa cô không chắc mình có thật sự thích hắn, có thật sự muốn ở bên hắn hay không. Cô cần phải suy nghĩ. Lăng Uyên nghe Ninh Hạ nói vậy, cụp mắt xuống, mím môi, "Ừ." Tuy có chút thất vọng, nhưng may là không bị từ chối. Trên đường về, tâm trạng Ninh Hạ rất phức tạp, lúc nghĩ đến điều này, lúc lại nghĩ đến điều khác. Đầu tiên cô nghĩ đến việc mình có thích Lăng Uyên hay không, có muốn sống cả đời với hắn hay không, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra đáp án là cô không hề phản cảm. Sau đó cô lại nghĩ, Lăng Uyên thân phận cao quý, ý hắn nói muốn ở bên cạnh cô mãi mãi là hắn sẽ cùng cô sống ở chân núi này sao, hay là đưa cô về tướng phủ. Ninh Hạ nghĩ vậy, khẽ cau mày. Hình như cô nhớ trong phủ hắn còn có 2 tiểu thiếp, thậm chí còn vào phủ trước cô. Lời hắn nói thật sự đáng tin sao? Ninh Hạ nhìn bóng lưng Lăng Uyên đang đi phía trước, đột nhiên cảm thấy có chút thiếu tự tin. Sắp xuống núi rồi, Ninh Hạ nhìn con đường núi quanh co, và dưới con đường, nhìn ra xa, là những đồng cỏ xanh mướt trải dài. Cô lên tiếng gọi hắn, "Lăng Uyên." Lăng Uyên nghe thấy giọng Ninh Hạ, dừng bước, quay đầu nhìn lại, im lặng chờ đợi. Ninh Hạ không phải là người hay giấu giếm tâm sự, hầu hết thời gian, cô sẽ không che giấu những điều băn khoăn trong lòng. Lúc này, cô tò mò Lăng Uyên sẽ làm gì. Ninh Hạ ngẩng đầu nhìn Lăng Uyên, ánh mắt nghiêm túc, "Lăng Uyên, ta muốn cả đời chỉ có một mình chàng." Mắt Lăng Uyên sáng lên, nhìn vào mắt Ninh Hạ, ánh mắt sâu thẳm, sáng ngời như ngọc. "Chỉ có mình nàng," Lăng Uyên chậm rãi nói. Ninh Hạ hơi cau mày, rõ ràng không tin lời Lăng Uyên. Hắn đã có 5 đứa con, trong phủ còn có 2 tiểu thiếp, sao lại nói chỉ có mình cô? Ninh Hạ ngẩng lên, hơi sững sờ, "Chàng." Lăng Uyên bước 2 bước đến trước mặt Ninh Hạ, vẻ mặt nghiêm túc, "Ta tuyệt đối không nói nửa lời giả dối." Ninh Hạ nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, có chút không chịu nổi, liền quay mặt đi, không nhìn hắn. Cúi đầu nhìn mũi chân mình, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lăng Uyên đang nhìn mình, Ninh Hạ càng thêm không tự nhiên, nhỏ giọng lầm bầm, "Nói thì hay lắm, ta nhớ đâu phải chỉ có mình ta." Giọng Ninh Hạ rất nhỏ, nhưng Lăng Uyên đứng gần nên nghe rõ lời cô nói. Nghe thấy Ninh Hạ lầm bầm, câu nói đầy sự không tin tưởng, nghi ngờ đối với hắn, Lăng Uyên có chút sốt ruột. Hắn cẩn thận nắm lấy tay Ninh Hạ, đặt lên ngực mình, trịnh trọng nói, "Ta thề." Lăng Uyên cứ thế nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng như lửa. Ninh Hạ gần như bị ánh mắt của hắn thiêu đốt, cô vội vàng né tránh, nhưng tay vẫn bị giữ chặt trên lồng ngực đang đập thình thịch, hơi nóng phả vào tay cô, nóng rực khó tả. Ninh Hạ khựng lại, cụp mắt xuống, hàng mi dài phủ lên khuôn mặt trắng nõn, che khuất hoàn toàn cảm xúc trong mắt. Ninh Hạ ngẩng đầu nhìn Lăng Uyên, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, dường như còn có chút căng thẳng nhìn mình. Tính cách của Lăng Uyên như vậy, hình như cũng không đến mức nói dối cô. Cô thật sự không ghét Lăng Uyên, trong lòng mơ hồ có chút yêu thích hắn, không sâu không cạn, vừa đủ. Ninh Hạ đột nhiên mỉm cười, chỉ là một nụ cười nhẹ, cô khẽ nói, "Ta chờ chàng." Giọng nói dịu dàng của cô, theo gió bay xa. Lăng Uyên chỉ cảm thấy trái tim mình khẽ run lên, như gió xuân tháng tư giang nam thổi qua, khiến cành liễu xanh bên hồ lay động, cành liễu nhỏ mảnh mai nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lan tan, nhưng lại khuấy động cả hồ xuân, mà trái tim hắn càng lúc càng đập mạnh. Hàng mi dài cong vút của người phụ nữ khẽ run lên, trong mắt dường như có ánh sáng pha lê lướt qua. Dưới chân núi Thanh Sơn xanh mướt, một nam một nữ, đi trước đi sau, men theo đường núi, xuống đến lưng chừng núi. Trên núi, trùng điệp sừng sững, là những đỉnh núi xanh tươi tốt, thác nước chảy róc rách, nhìn từ lưng chừng núi, là dòng suối trong vắt, gợn sóng lan tăn, ven suối mọc đầy trúc xanh liễu rủ, chim nhạn bay lượn, phong cảnh tuyệt đẹp. Ninh Hạ bị cảnh tượng trước mắt thu hút, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, đẹp quá. Cô đứng trên sườn núi, nhìn ra xa, đó là một khoảng đất trống hiếm hoi bên ngoài rừng sâu, rừng cây nối tiếp sườn dốc nhấp nhô, một dòng suối phản chiếu mây trời, bốn phía phủ đầy cỏ xanh mướt, cảnh đẹp tuyệt trần, xanh tươi rộng mở, gió mát thổi qua, mang đến cảm giác sảng khoái dễ chịu. Lăng Uyên đứng sau lưng Ninh Hạ, ánh mắt sâu xa nhìn cô, trong mắt đều là cô. Trước mắt là cây xanh, dây leo xanh, chốn thần tiên, trong mắt đều là cô. Cùng cô, sống ẩn dật ở đây, tránh xa thế tục, một ngôi nhà, một mẫu ruộng, từ bình minh đến hoàng hôn, không còn những chuyện phiền muộn. Nghĩ đến đây, cảm xúc lắng đọng trong mắt Lăng Uyên càng thêm kiên định. Ninh Hạ đi trước, vì chân bị rắn cắn, nên cô đi chậm, dọc đường ngắm nhìn phong cảnh, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Giữa trưa, bầu trời trong xanh, mặt trời treo trên cao, có chút nóng rát. Lộc cộc lộc cộc, Ninh Hạ và Lăng Uyên đang đi xuống núi, đột nhiên, trên con đường nhỏ dẫn đến dãy núi và làng mạc ở phía xa, một chiếc xe ngựa đang chạy nhanh đến, người đánh xe là một người đàn ông hung dữ. Người đàn ông vung roi ngắn trong tay, quất vài cái vào lưng ngựa, con ngựa hí lên vài tiếng, chạy nhanh về phía trước. Ninh Hạ bị tiếng động này thu hút, nhìn sang. Không lâu sau, chiếc xe ngựa chạy qua đường núi, đột nhiên dừng lại. Ninh Hạ đứng trên sườn núi, có vài cây cối che khuất tầm nhìn, hơi xa, nhìn không rõ lắm. Một lúc sau, trên xe ngựa quay lưng về phía này, đột nhiên rung lên vài cái, một vật thể được bọc trong bao tải bị đẩy xuống, bốp, vài tiếng roi vang lên, xe ngựa lại chạy nhanh về phía trước. Bao tải bị đẩy xuống xe ngựa, lăn vài vòng xuống dốc, lăn vào bụi cây bên cạnh. Ninh Hạ hơi cau mày, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, đột nhiên, đầu đau nhói, một dòng điện sẹt sẹt vang lên trong đầu cô. Ninh Hạ ôm trán, trong nháy mắt cảm thấy tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ, tai cũng ù đi, ngũ quan như bị phong bế. Khụ khụ khụ. Ninh Hạ ôm ngực, nhất thời khó thở, có chút thở không ra hơi. Lăng Uyên bên cạnh nhận ra Ninh Hạ có gì đó không ổn, vội vàng đưa tay đỡ lấy cô, thấy cô ôm ngực, liền vỗ lưng cho cô. Nàng làm sao vậy? Lăng Uyên vẻ mặt hoảng loạn, lo lắng nhìn Ninh Hạ, tim thắt lại. Không khỏi tự nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ con rắn đen đó thật ra là rắn độc, giờ độc phát tác rồi. Ninh Hạ ôm ngực, một lúc sau, tai mới dần dần nghe thấy tiếng hỏi han lo lắng của Lăng Uyên, tầm nhìn trước mắt cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Sắc mặt Ninh Hạ trầm xuống, trong đầu vang lên tiếng tít 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 lạnh lẽo của hệ thống. Hệ thống nâng cấp xong, đang khởi động. Sau khi âm thanh điện tử lạnh lẽo vang lên, một giọng nói trẻ con đầy cảm xúc vang lên. Hệ thống thông minh cập nhật Tâm Tâm đã online. Xin chào ký chủ, phát hiện nhiệm vụ chi nhánh mới, mời ký chủ cứu vớt nam chính của thế giới này, Quân Thần Ngọc trên. Hoàn thành nhiệm vụ này, Tâm Tâm sẽ đánh giá lại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ, mở khóa bản đồ mới nha. Ninh Hạ thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại, hỏi trong đầu, nam chính gì cơ? Không trách Ninh Hạ hỏi như vậy, vì nam chính trong Quyền Ngự Thiên Hạ, sau khi phản diện trưởng thành, sống chưa được 3 hồi, đã bị tiêu diệt, nội dung phía sau của cuốn sách đều là kể về việc 5 phản diện tàn sát lẫn nhau, tranh giành quyền lực. Sau khi đến thế giới này, cô vẫn luôn xoay quanh 5 phản diện, chỉ nhớ rõ mấy phản diện, nào ngờ lại còn gặp được nam chính của thế giới này. Nam chính, Quân Thần Ngọc tuổi, 10 tuổi. Trong đầu Ninh Hạ vang lên giọng nói trẻ con dễ thương của hệ thống, thì ra, Quân Thần Ngọc là nam chính của thế giới này, sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, hắn là hoàng tử duy nhất của Thiên Minh Đế nước Thanh, đáng lẽ phải được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng, Thiên Minh Đế hôn dung vô đạo, chìm đắm trong sắc đẹp của mỹ nhân, căn bản không quan tâm đến đứa con trai này. Trong hoàng cung, vốn là nơi nhìn sắc mặt hoàng đế, chỉ có người được hoàng đế sủng ái mới có thể sống yên ổn. Nhưng mẫu phi của Quân Thần Ngọc, trong một lần tranh giành sủng ái, bị người ta hãm hại, hủy hoại dung nhan, hoàng đế lập tức mất hứng thú với bà, cho dù bà đã sinh ra hoàng tử duy nhất. Không biết có phải vì Thiên Minh Đế tàn bạo vô đạo hay không, cho đến khi hắn mất nước, cả đời hắn chỉ có Quân Thần Ngọc là con. Phi tần trong hậu cung ghen ghét Quân Thần Ngọc là hoàng tử duy nhất của Thiên Minh Đế, bản thân lại không thể sinh con. Sợ sau này hắn kế thừa ngôi vị, sẽ không có chỗ đứng cho họ, liền bày mưu tính kế, hạ độc thủ, chuẩn bị ám sát hắn. Quân Thần Ngọc được ám vệ của mẫu phi bảo vệ trốn thoát, cố ý giả chết, trên đường bị truy sát, Quân Thần Ngọc mất liên lạc với ám vệ, lại bị bọn buôn người bắt cóc. Bọn buôn người định bán hắn đến đấu trường ngầm, nhưng thật trùng hợp, Quân Thần Ngọc bị bệnh nặng, bọn buôn người tự nhiên sẽ không bỏ tiền ra tìm thầy thuốc chữa bệnh cho hắn. Cứ như vậy, Quân Thần Ngọc bị bọn buôn người bỏ rơi. Ninh Hạ nghe hệ thống nói từng câu từng chữ, nghe đến mức trán nổi gân xanh. Bây giờ hệ thống đã được nâng cấp, cô không chỉ phải chăm sóc Nam phản diện, còn phải cứu vớt nam chính nhỏ bé khỏi bể khổ. Ninh Hạ, nàng có sao không? Bên tai vang lên giọng nói lo lắng của Lăng Uyên. Ninh Hạ hoàn hồ nở, lắc đầu. Ninh Hạ nhìn ánh mắt Lăng Uyên dần tập trung, cô xoa xoa mi tâm, nhếch mép, đột nhiên hơi chóng mặt, giờ thì ổn rồi. Lăng Uyên thấy sắc mặt cô bình thường, không có vẻ gì là khó chịu, thở phào nhẹ nhõm, ta đỡ nàng. Bước chân Ninh Hạ hơi loạng choạng, Lăng Uyên không nói gì thêm, đỡ cô đi về phía trước. Ánh mắt Ninh Hạ dừng lại, nhìn về hướng chiếc xe ngựa vừa đi qua, bao tải bị ném từ trên xe ngựa xuống, lăn vào bụi cây rồi biến mất. Ninh Hạ nắm tay Lăng Uyên đi xuống dốc, đến con đường nhỏ mà xe ngựa vừa đi qua. Ninh Hạ buông tay Lăng Uyên, đi về phía bụi cây, trên mặt đất có vết bánh xe lăn qua, bụi cây lộn xộn. Lơ mơ nhìn qua khe hở, Ninh Hạ nhìn thấy một bao tải màu sẫm ẩn hiện bên trong. Ninh Hạ dùng cây gậy trong tay gạt bụi cây sang một bên, bước vào. Miệng bao tải mắc vào bụi cây bị bung ra, để lộ một cái đầu rối bù, lộ ra nửa thân trên, nửa thân dưới vẫn nằm trong bao tải. Ninh Hạ cau mày. Lăng Uyên đứng cách Ninh Hạ không xa, thấy cô đi vào bụi cây, đưa tay gạt những cành gai bên cạnh, cũng nhìn thấy bao tải mắc vào bụi cây và cái đầu lộ ra một nửa. Lăng Uyên nhíu mày. Chiếc xe ngựa vừa rồi, rõ ràng là của bọn buôn người. Lăng Uyên bước tới, tránh Ninh Hạ, nói, để ta. Lăng Uyên tay khỏe, ba lần hai lượt đã lôi đứa trẻ trong bao tải ra, bao tải bị vứt lại trong bụi cây. Là một cậu bé trạc tuổi thiếu niên, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, da thịt lộ ra ngoài toàn là vết thương bầm tím, khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẻm, không nhìn rõ mặt mũi thật. Lớn hơn Lăng Nghĩa một chút, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, chi chít vết thương, hai chân nhỏ lộ ra ngoài, gầy gò như que củi, trên đó toàn là vết bầm tím. Ninh Hạ nhìn bộ dạng thảm thương của nam chính nhỏ tuổi, càng cau mày hơn. Hệ thống không phải nói nam chính mới rời khỏi hoàng cung nửa năm sao, tại sao lại trở nên thê thảm như vậy rồi? Ninh Hạ đưa tay thăm dò hơi thở của cậu bé, vẫn còn thở, nhưng hơi thở rất nóng, rõ ràng là đang bị sốt cao. Thật khó tưởng tượng, nếu không có ai phát hiện ra cậu, bị bỏ rơi giữa nơi hoang vu này, chỉ có con đường chết. Bộ dạng của nam chính nhỏ tuổi này khiến Ninh Hạ không khỏi nhớ đến 5 đứa nhỏ phản diện đáng thương khi cô mới đến thế giới này. Vẫn còn thở, trước tiên đưa người về đã. Ninh Hạ bước tới, đỡ đứa trẻ đang bất tỉnh dậy, Lăng Uyên tiến lên đón lấy, dễ dàng bế cậu bé vào lòng, ánh mắt nhìn Ninh Hạ vừa sâu thẳm vừa nghiêm túc. Lăng Uyên đột nhiên hỏi, nàng có sao không? Ninh Hạ ngẩn người ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại, nhìn xuống chân mình bị rắn cắn, gật đầu nhẹ, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Đi xuống núi, lúc đầu mắt cá chân còn hơi đau, nhưng đi đường dài như vậy, đến bây giờ thì đã không còn cảm giác gì nữa. Lăng Uyên gật đầu, đôi mắt đen sâu thẳm, khi nhìn cô một cách chăm chú, như thể trên thế gian này chỉ còn lại mình cô. Ninh Hạ có chút không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của hắn, theo bản năng né tránh. Đại ca, nhị ca, đã tìm thấy mẹ chưa? Lăng Nghĩa và Lăng Bác từ ngoài sân bước vào, Lăng Thiên đang đi lại lại trong sân, vừa nhìn thấy Lăng Nghĩa và Lăng Bác, lập tức chạy tới, vội vàng hỏi. Lăng Vân đi theo sau Lăng Thiên, vẻ mặt lo lắng, cũng căng thẳng nhìn, dùng ánh mắt im lặng hỏi. Lăng Nghĩa và Lăng Bác vẻ mặt khó coi, đồng loạt lắc đầu. Tháng 4, ánh nắng ban trưa chói chang, thiêu đốt mặt đất nóng bỏng. Dưới chân núi Thanh Sơn, trong sân nhỏ, 4 đứa trẻ đứng dưới ánh mặt trời, vẻ mặt bồn chồn và lo lắng. Dù mặt trời gay gắt, chúng lại cảm thấy lạnh lẽo từ trong ra ngoài, như thể đang ngâm mình trong nước đá lạnh buốt. Mẹ đi đâu rồi? Lăng Thiên mắt đỏ hoe, cứng đầu dụi mắt, vẻ mặt thoáng chốc trở nên buồn bã và chán nản. Sau khi Lăng An được ông Ngô Tà đưa đi, mẹ nói lên núi, đến giờ vẫn chưa về. Lăng Thiên nghĩ ngợi, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, theo bản năng buột miệng. Mẹ có phải lén đi tìm Tiểu Ngũ, rồi bỏ chúng ta không? Nếu không thì tại sao? Tiểu Ngũ vừa đi, mẹ cũng biến mất. Từ hôm qua đến chiều nay, đã một ngày rồi. Bình thường, mẹ tuyệt đối sẽ không đi lâu như vậy mà không về. Lăng Nghĩa mím môi, mặt không cảm xúc, mí mắt hơi cụp xuống, che giấu sự bồn chồn trong đáy mắt. Lăng Bác hoàn toàn mất đi nụ cười, cau mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Lăng Vân nắm chặt tay, mắt đỏ hoe, im lặng nhất, âm thầm buồn bã, không biết nghĩ gì, Nghe Lăng Thiên phỏng đoán, vội vàng ra hiệu bằng tay. Lăng Thiên hiểu ý Lăng Vân, nhíu mày, hơi bực bội nói, nếu đệ không tin, vậy nói cho ta biết, tại sao mẹ lại biến mất. Tay Lăng Vân đang ra hiệu khựng lại, từ từ thu về, môi mất hết huyết sắc, đáy mắt như có thứ gì đó vỡ vụn. Hoảng loạn, sợ hãi, bồn chồn, bất an, bao trùm lấy bốn đứa trẻ, chúng vô cùng sợ hãi, sợ Ninh Hạ thật sự bỏ rơi chúng. Lăng Thiên mắt đỏ hoe, đưa tay dụi mạnh vào mắt, không để nước mắt rơi xuống. Dưới bóng cây, Nam Phong nằm trên ghế tựa, nhìn bốn đứa trẻ đứng dưới ánh mặt trời tự thương thân trách phận, thở dài. Hắn không hề lo lắng, có tướng quân đi cùng, phu nhân tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Còn việc cả ngày không về, chắc là bị việc gì đó trì hoãn, cũng có thể tướng quân và phu nhân đang trốn trong hang động nào đó, mặn nồng. Khụ khụ, có lẽ đây là thú vui của tướng quân và phu nhân. Nam Phong rất tin tưởng Lăng Uyên, đến mức hắn không để Truy Phong và Tiểu Khê đi tìm người, sợ làm phiền hứng thú của tướng quân thì không hay. Đằng sau Nam Phong, một nam một nữ mặc đồ đen, mặt không cảm xúc, đứng bất động. Tiểu Khê nhìn dáng vẻ ung dung của Nam Phong, đáy mắt thoáng qua vẻ ảm đạm. Rõ ràng, nàng ta đồng tình với suy đoán của Nam Phong. Đối với tiểu thiếp không rõ lai lịch, không chính thức này, nàng ta hoàn toàn không tán thành và không muốn thừa nhận. Nàng ta đi theo tướng quân hơn 10 năm, từng bước đi đến ngày hôm nay, nàng ta không còn gì cả, chỉ còn một mình tướng quân, nàng ta không dám mong cầu gì khác, chỉ muốn lặng lẽ đi theo sau tướng quân. Truy Phong như người gỗ, đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, thậm chí không chớp mắt. Đại ca, chúng ta có nên gọi bọn họ đi tìm mẹ không? Lăng Thiên nghẹn ngào, nhìn đại ca mặt không cảm xúc, nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt cậu bé không ngừng nhìn về phía Nam Phong ba người. Lăng Bác ngẩng lên nhìn sang, không nói gì, môi mím chặt. Mẹ mất tích, người cha đột nhiên trở về cũng mất tích. Không khó để đoán, mẹ và cha có thể đang ở cùng nhau, nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa về? Và, thuộc hạ của cha là Nam Phong ba người không đi tìm. Mẹ hẳn là không gặp nguy hiểm. Lăng Nghĩa và Lăng Bác đã sớm đoán được điều này, nên mới không hấp tấp chạy vào núi tìm người. Lý trí mách bảo cậu, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng, thời gian trôi qua từng giây từng phút, chúng cũng dần trở nên bồn chồn, bất an, thậm chí là sợ hãi. Bốn đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, không tự tin, chúng sợ mất mát, mất đi Ninh Hạ, ánh sáng dịu dàng duy nhất. Chỉ khi sợ hãi tột độ, chúng mới hiểu được vị trí của Ninh Hạ trong lòng chúng quan trọng đến nhường nào. Cạch, cổng sân đột nhiên bị đẩy ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của bốn đứa trẻ. Bốn đứa trẻ đồng loạt quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mắt chúng không kìm được đỏ lên, trong lòng thầm thở phào. May quá, đã về. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Lăng Thiên cuối cùng không nhịn được nữa, mũi cay cay, nước mắt trào ra. Lăng Thiên chạy nhanh đến, ôm lấy eo thon của Ninh Hạ, hít mũi, che giấu giọng nói nghẹn ngào. Lăng Thiên ôm chặt eo Ninh Hạ, như thể bảo vật bị mất, nay tìm lại được, nước mắt tủi thân nhớ nhung không ngừng rơi y xuống. Nhìn bốn đứa trẻ đáng thương và tủi thân, tim Ninh Hạ thắt lại. Cô vừa đi khỏi một ngày mà không để lại lời nhắn nào, bốn đứa nhỏ phản diện vốn nhạy cảm và yếu đuối, ngày thường không nói ra nhưng thật chất đứa nào cũng rất quyến luyến cô. Cô biến mất, chắc chắn chúng lại suy nghĩ lung tung. Lăng Thiên khóc đến đáng thương, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng nói non nớt nghẹn ngào, nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo Ninh Hạ, ngẩng đầu nhìn cô, khóc nức nở, nói: "Người sau này không được như vậy nữa." Đứa nhỏ rõ ràng rất tủi thân và buồn bã, chỉ khẽ nấc lên hai tiếng, những giọt nước mắt lăn dài nhanh chóng bị cậu bé lau đi bằng bàn tay nhỏ bé một cách cứng đầu. Ninh Hạ chỉ cảm thấy ngực đau nhói, cúi đầu nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Lăng Thiên và vẻ mặt cứng đầu nhìn mình, trong lòng xúc động, dâng lên chua xót. Cô ngẩng lên nhìn, ba đứa nhỏ còn lại đều đứng trước mặt cô, cách chưa đầy 1 mét. Ánh mắt, biểu cảm, hành động của ba đứa trẻ đều giống như những con thú nhỏ, cẩn thận, đáng thương nhìn cô. Nơi mềm mại nhất trong lòng Ninh Hạ như bị chạm vào. Ninh Hạ vẫy tay về phía ba đứa trẻ, nói: "Lại đây." Ba đứa không do dự, chạy nhanh đến, dừng lại trước mặt Ninh Hạ. Ninh Hạ cúi người xuống, lông mày giãn ra, đưa tay xoa đầu Lăng Thiên đang bám vào eo mình, động tác nhẹ nhàng, vẻ mặt dịu dàng. Lăng Thiên nước mắt lưng tròng, ngẩng lên nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của người phụ nữ và ánh mắt dịu dàng của cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Ninh Hạ khẽ cúi đầu, đôi môi mềm mại đặt lên trán Lăng Thiên. Lăng Thiên trong giây lát cảm thấy một cảm giác ấm áp và mềm mại trên trán, giây tiếp theo sững sờ tại chỗ. Không chỉ Lăng Thiên, ba đứa nhỏ còn lại đứng trước mặt Ninh Hạ cũng sững người, đồng tử hơi mở to, có chút ngạc nhiên nhìn Ninh Hạ, như thể cô đã làm điều gì đó to tát lắm. Ninh Hạ nhìn phản ứng của bốn đứa trẻ, mỉm cười, lần lượt hôn nhẹ lên trán từng đứa, rồi mới buông ra. Lăng Bác là người đầu tiên phản ứng lại, che chán, ngạc nhiên nhìn Ninh Hạ, nửa ngày không nói nên lời. Ninh Hạ nhìn bốn đứa trẻ, thái độ chân thành và nghiêm túc, "Xin lỗi, đã làm các con lo lắng, lần sau sẽ không như vậy nữa." Lăng Thiên được Ninh Hạ hôn nhẹ, lập tức hết giận, chớp đôi mắt to đỏ hoe, bĩu môi, gật đầu, tỏ vẻ đã tha thứ cho cô. Lăng Vân núp sau lưng anh trai Lăng Bác, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ bừng, ngại ngùng nhìn Ninh Hạ, mím môi, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh. Lăng Nghĩa cúi đầu, không nhìn cô. Lăng Uyên đứng một bên, nhìn cảnh mẹ hiền con thảo, ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Ninh Hạ, trong lòng có chút khó chịu. Một cảm xúc gọi là ghen tị gần như nhấn chìm hắn. Lăng Uyên cụp mắt xuống, ánh mắt tĩnh lặng như mực, đôi môi mỏng mím chặt, như thể tất cả cảm xúc đều bị che giấu. Hắn biết, cảm xúc này là không đúng, nhưng hắn không thể kiềm chế được. Sau khi dỗ dành ba đứa trẻ xong, Ninh Hạ mới quan tâm đến những chuyện khác, quay người nhìn Lăng Uyên bên cạnh. Lăng Uyên đứng một bên, cậu bé đang hôn mê đã được đặt xuống đất, nằm dưới ánh mặt trời, môi tái nhợt, không nhìn rõ mặt mũi. Cứ thế bị bỏ dưới đất. Ninh Hạ đỡ chán. Dù sao cũng là người bị thương, sao lại tùy tiện bỏ dưới đất như vậy chứ? Lăng Uyên nhìn cô, vẻ mặt ngây thơ vô vố tội. Ninh Hạ bước tới, đỡ nam chính nhỏ tuổi dưới đất dậy, nắm lấy cánh tay gầy trơ xương. Ninh Hạ thở dài trong lòng. Dù sao cũng là nam chính, sao hào quang lại yếu ớt như vậy, gầy gò ốm yếu, thảm thương như vậy. Ninh Hạ đỡ Quân Thần Ngọc dậy, Lăng Uyên mới phản ứng lại, đưa tay đỡ lấy cậu bé. Trước tiên đưa cậu bé vào nhà. Ninh Hạ nói xong, bước vào nhà, Lăng Uyên bế người đi theo phía sau. Bốn đứa nhỏ lúc này mới nhìn rõ, thì ra mẹ còn dẫn theo người khác về. Lăng Vân chớp mắt, cậu bé lập tức chú ý đến mắt cá chân trái của Ninh Hạ dường như bị thương, bước đi không được tự nhiên. Lăng Thiên là người đầu tiên chạy tới, đi theo sau Ninh Hạ, Lăng Nghĩa và Lăng Bác cũng nhanh chóng theo sau. Lăng Vân nhìn hai lần, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng, cau mày, chạy nhanh vào phòng mình. Lăng Uyên đặt thiếu niên trong lòng lên chiếc giường tre, Ninh Hạ nhân cơ hội bảo Bạch Chỉ trong sân đi chuẩn bị nước nóng. Lăng Uyên vừa đặt Quân Thần Ngọc xuống, Nam Phong đột nhiên từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt căng thẳng, như có chuyện gì gấp gáp. Trong sân, mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng vàng cam chiếu khắp núi rừng. Lăng Uyên đứng dưới tán cây, nhìn xuyên qua rừng cây tầng tầng lớp lớp, nhìn về phía mặt trời lặn, lòng nặng trĩu, bên tai vang lên giọng nói rối rắm của Nam Phong. "Tướng quân, hầu gia, hình như không ổn rồi." Vừa rồi hắn nhận được thư của Truy Vân, trên đó chỉ có vài câu ngắn ngủi. "Hầu gia bệnh nặng, e rằng không qua khỏi một tháng, gọi tướng quân mau chóng trở về." Lăng Uyên nhìn mặt trời lặn, rất lâu không nói gì. Nam Phong cúi đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, Truy Phong và Tiểu Khê phía sau hắn cũng cúi đầu, đứng im không nói gì. Không biết bao lâu sau, trong nhà đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó là giọng nói non nớt của Lăng Thiên. "Mẹ, mẹ ơi, người trong nhà tỉnh rồi." Lăng Thiên chạy vụt qua mái hiên, chạy thẳng đến nhà bếp, giọng nói vang vọng khắp sân. Ninh Hạ ló đầu ra từ nhà bếp, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. "Nhanh vậy sao?" Vừa rồi khi Bạch Chỉ tắm rửa cho Quân Thần Ngọc, cô cũng nhìn thấy, trên người Quân Thần Ngọc chi chít vết thương lớn nhỏ, vết thương nặng nhất ở bụng, thịt đã bị hoại tử. Ninh Hạ thấy vết thương của cậu bé nghiêm trọng như vậy, sợ cậu bé bị nhiễm trùng, mất mạng, nên đã dùng điểm tích lũy trong không gian đổi lấy thuốc trị thương cho cậu bé dùng. Mới hơn một tiếng đồng hồ, thuốc đã có tác dụng nhanh vậy sao? Ký chủ không cần nghi ngờ đâu, loại thuốc trị thương đó được đổi từ thế giới tu tiên, chỉ là thuốc cấp thấp, mất một tiếng đồng hồ mới có tác dụng, đã rất chậm rồi đó. Giọng nói trẻ con của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Ninh Hạ. Ninh Hạ sững người, nghe thấy giọng nói của hệ thống đột nhiên xuất hiện, cảm thấy rất không quen. Hệ thống giọng điện tử lạnh lùng trước đây chỉ xuất hiện khi cần thiết cho cốt truyện, bình thường sẽ không chủ động nói chuyện với cô. Hệ thống sau khi nâng cấp này, đột nhiên trở nên thông minh, chủ động nói chuyện với cô, khiến cô hơi không thích nghi. "Không sao đâu, ký chủ có thể từ từ làm quen mà." Giọng nói trẻ con của hệ thống lại vang lên, trả lời suy nghĩ trong đầu Ninh Hạ. "Ninh Hạ, khoan đã, sao ngươi biết ta đang nghĩ gì?" Ninh Hạ cảm thấy không ổn, một hệ thống sống trong đầu cô còn có thể biết cô đang nghĩ gì, thật đáng sợ. Nếu ký chủ không muốn Tiểu Tâm Tâm biết suy nghĩ của người, có thể chặn Tiểu Tâm Tâm lại nha. Chỉ cần ký chủ nghĩ rằng suy nghĩ này không thể để Tiểu Tâm Tâm biết, thì Tiểu Tâm Tâm sẽ không đọc được. Hệ thống cũng rất nhân tính đó, sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của ký chủ đâu, ký chủ yên tâm nhé. Ninh Hạ im lặng, chợt nhớ đến Lăng An đang ở Thần Y Cốc, không biết Tiểu Ngũ đến Thần Y Cốc chưa, ăn uống có tốt không, có quen không. Ninh Hạ suy nghĩ miên man một lúc, quả nhiên không thấy hệ thống xuất hiện nữa, liền nửa tin nửa ngờ tạm thời tin lời nó. "Mẹ, Mẹ có nghe con nói gì không? Lăng Thiên bám ở cửa, chớp mắt nhìn Ninh Hạ đang ngẩn người, không nhịn được lại gọi. Ninh Hạ chớp mắt, đè nén suy nghĩ trong lòng, nhìn Lăng Thiên, lát nữa ta sẽ qua xem. Lăng Thiên gật đầu, lại chạy ra ngoài, đụng phải Lăng Uyên đang đi về phía nhà bếp. Lăng Thiên ôm mũi bị đụng đau, chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Lăng Uyên. Lăng Uyên khí thế bức người, mặt lạnh tanh, không có chút biểu cảm nào, còn nghiêm nghị hơn cả đại ca. Lăng Thiên theo bản năng rụt cổ lại, không nói gì. Lăng Uyên cụp mắt nhìn Lăng Thiên, đứa nhỏ chỉ cao đến đùi hắn một chút, nhỏ xíu, cúi đầu, mắt đảo quanh. Sao vẫn hấp tấp như vậy? Lăng Uyên đột nhiên trầm giọng nói. Lăng Thiên rụt cổ, mấp máy môi, nhất thời không biết nên gọi cha hay gọi sư phụ. Ninh Hạ tháo tạp dề, đi ra từ nhà bếp, nhìn thấy cảnh hai cha con đang nhìn nhau ở hành lang, trong mắt hiện lên một dấu chấm hỏi. Lăng Uyên ngẩng đầu, cách khoảng 2 mét, nhìn Ninh Hạ từ xa, đáy mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp. Hắn cúi đầu nhìn Lăng Thiên trước mặt, chậm rãi nói, đi thôi. Lăng Thiên vòng qua Lăng Uyên, chạy nhỏ ra khỏi hành lang. Sau khi Lăng Thiên đi, Ninh Hạ chậm rãi bước tới. Nhìn sắc mặt Lăng Uyên, dường như có chút trầm mặc. Sao vậy? Ninh Hạ dừng bước, đứng trước mặt Lăng Uyên. Lăng Uyên mím môi, nhìn Ninh Hạ, ánh mắt mang theo chút phức tạp, rối rắm, ta phải đi rồi. Ninh Hạ sững người, sau đó nhìn sang chỗ khác, gật đầu. Một lúc, cả hai đều không nói gì. Ninh Hạ đột nhiên nhớ đến chuyện bị ám sát trong rừng, ngẩng lên hỏi, những người đó là ai? Họ còn quay lại nữa không? Vấn đề quan trọng nhất là câu hỏi cuối cùng, họ còn quay lại nữa không? Nàng đã bị ám sát một lần trong rừng Thanh Sơn, có Lăng Uyên ở đó nên không thành công, có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba. Không biết lần nào thì nàng sẽ mất mạng. Trong rừng Thanh Sơn, sau khi nàng hỏi, Lăng Uyên dường như không muốn trả lời, nàng lại nghĩ đến chuyện hòa ly, nên chuyện này cứ thế bị gác lại. Tóm lại, nàng vẫn phải biết. Lăng Uyên nhìn người phụ nữ trước mặt, cuối cùng thở dài, nói, yên tâm, ta sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không còn ai tìm đến đây nữa. Ninh Hạ gật đầu, nhận được lời hứa của Lăng Uyên, đáng lẽ nàng nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu, khó chịu. Ninh Hạ nghiêng người, đi vòng qua Lăng Uyên, chuẩn bị vào nhà. Trong khoảnh khắc lướt qua, tay nàng đột nhiên bị nắm lấy. Ninh Hạ, giọng nói khàn khàn của Lăng Uyên vang lên phía sau. Ninh Hạ hơi quay đầu lại, không nhìn kỹ hắn, có chút lúng túng, sao vậy? Ta sẽ nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện rồi quay lại. Lăng Uyên nói, đáy mắt thoáng qua tia kiên định. Ninh Hạ khựng lại, ngẩng lên nhìn hắn với vẻ khó tin. Sao có thể? Trấn Quốc đại tướng quân của Đại Thanh Quốc, chỉ cần hai nước chưa ngừng chiến, sứ mệnh của Lăng Uyên là bảo vệ Đại Thanh Quốc, cho đến khi chớt trận. Làm sao có thể quay lại? Trong bối cảnh câu chuyện gốc, chiến tranh giữa Đại Thanh Quốc và Kim Thánh Quốc, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ kết thúc, vì sự nhúng tay của năm phản diện, càng trở nên hỗn loạn, chia năm xẻ bảy, cắt cứ khắp nơi. Nghĩ đến đây, Ninh Hạ mím môi, không nói gì. Nàng nên hiểu, đây chỉ là lời nói an ủi của Lăng Uyên. Có lẽ hắn thật sự có chút thích nàng, cũng chỉ là một chút. Ninh Hạ cụp mắt xuống, im lặng. Lăng Uyên không nhận ra sự khác thường của Ninh Hạ, mà nắm chặt tay nàng trong lòng bàn tay mình, không chịu buông ra. Lăng Uyên cúi đầu, nhìn Ninh Hạ với vẻ mặt nghiêm túc, khẽ hỏi, nàng có thể đợi ta không? Giọng điệu của hắn dường như có chút bất an. Ninh Hạ mím môi, nở một nụ cười, tránh ánh mắt nóng bỏng của Lăng Uyên, gật đầu. Dù biết Lăng Uyên sẽ không dễ dàng quay lại, Ninh Hạ vẫn còn chút hy vọng. Nàng phải thừa nhận, nàng thật sự đã động lòng với Lăng Uyên. Lăng Uyên đột nhiên cúi xuống, tiến sát lại Ninh Hạ, khi nàng chưa kịp phản ứng, một đôi môi ấm áp bất ngờ đặt lên trán nàng. Ninh Hạ sững người, bên tai vang lên tiếng thì thầm, đợi ta, tự chăm sóc mình. Khi Ninh Hạ vào nhà, má nàng vẫn còn ửng đỏ, hơi nóng. Trong nhà, Lăng Nghĩa đang cầm sách, ngồi bên cửa sổ đọc sách, trước bàn, Lăng Bác đang nghịch đồ chơi trong tay, bên cạnh là Lăng Vân đang chăm chú, đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Lăng Thiên đứng ở khoảng trống trong nhà, vung vẩy cây trúc trong tay, chơi đùa rất vui vẻ. Ninh Hạ đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy cảnh tượng này. Trên giường tre, cậu bé được đắp một chiếc chăn mỏng, mở to mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lăng Thiên là người đầu tiên bỏ cây trúc xuống, chạy nhanh đến bên Ninh Hạ, ngẩng đầu nhìn nàng, đột nhiên hỏi, mẹ, sao mặt mẹ đỏ vậy? Ninh Hạ ho khan một tiếng, nói, trong bếp hầm thịt thơm, đói rồi thì bảo tỷ tỷ A Chỉ múc cho. Lăng Thiên vừa nghe, mắt sáng lên, không chơi cây trúc nữa, kêu lên một tiếng, chạy vụt ra ngoài. Cậu bé vừa rồi đã ngửi thấy mùi thơm đó khiến cậu thèm nhỏ dãi, thèm chớt đi được. Lăng Vân cũng không chơi khuôn nhỏ trong tay nữa, đặt đồ xuống, nhìn Ninh Hạ với ánh mắt long lanh, nhận được nụ cười của Ninh Hạ, liền chạy ra ngoài. Lăng Bác cũng đặt sách xuống, ho khan một tiếng rồi đi ra ngoài. Lăng Nghĩa còn lại nhìn cuốn sách trong tay, mùi thịt thơm phức bay trong không khí, lặng lẽ đặt sách xuống. Vẫn là thịt thơm hơn. Đợi bốn đứa trẻ lần lượt chạy ra ngoài, Ninh Hạ mới bước nhanh đến bên giường. Cậu bé mắt đen láy, nhìn chằm chằm lên mái nhà, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, ngoại trừ đôi mắt đen láy đầy oán hận, vẻ mặt cậu bé đờ đẫn như một con rối gỗ. Ninh Hạ thở dài trong im lặng. So với nam phản diện, cuộc đời của nam chính nhỏ bé cũng rất gian nan và bi thảm. Sinh ra trong thời đại loạn lạc này, là hoàng tử duy nhất của bạo quân, không được yêu thương, trong hoàng cung chịu đủ mọi ánh mắt lạnh lùng, âm mưu, quỷ kế. Bị ám sát, trốn thoát, bị bán, bị bỏ rơi. Ninh Hạ nghĩ vậy, không khỏi thở dài lần nữa. Tội lỗi quá. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa, Ninh Hạ mở cửa, Bạch Chỉ bưng bát cháo trắng đã nấu xong đến. Ninh Hạ bưng bát cháo trắng nhiệt độ vừa phải, bước đến bên giường, ngồi xuống, giọng nói dịu dàng vang lên. Ăn chút cháo trước đi. Không khí im lặng một lúc, không có phản hồi. Ninh Hạ múc một thìa cháo, thổi nguội rồi mới đưa tới. Cậu bé nằm trên giường đảo mắt, dường như mới hoàn hồn, môi chạm vào cháo ấm, dạ dày nóng rát đã lâu không được ăn uống, theo bản năng há miệng. Cháo ấm chảy xuống cổ họng, sưởi ấm dạ dày. Cho đến khi uống hết cả bát cháo, Quân Thần Ngọc mới có chút sức sống. Ninh Hạ đặt bát sang một bên, nhìn dáng vẻ yếu ớt, trống rỗng của cậu bé, theo bản năng hạ giọng, hỏi, trên người còn chỗ nào đau không? Quân Thần Ngọc quay đầu, đôi mắt đen láy nhìn Ninh Hạ. Đó là một khuôn mặt mới bắt đầu lộ rõ đường nét, cằm hơi gầy, lộ ra xương hàm của thiếu niên, ánh mắt đen láy, không có cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, không thấy có gì thay đổi. Cậu bé vùng vẫy hai cái, đột nhiên chống người ngồi dậy, động tác lưu loát, không hề dừng lại. Ninh Hạ nhìn động tác dứt khoát của cậu, liền biết cậu đã hồi phục khá tốt. Thuốc quả nhiên rất hiệu nghiệm, dường như đến từ thế giới tu tiên, Ninh Hạ hơi nhướng mày. Quân Thần Ngọc nhìn Ninh Hạ, ánh mắt không hề thay đổi, trên khuôn mặt trắng nõn vẫn còn vết máu đỏ tươi, mấp máy môi, nói, đây là đâu? Đây là rừng Thanh Sơn, ta tìm thấy ngươi trong bụi cây, lúc đó ngươi bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Ta liền đưa ngươi về đây, Ninh Hạ giải thích. Quân Thần Ngọc cúi đầu, nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, giọng nói trong trẻo, đây. Cậu đột nhiên ôm mặt, khẽ cười thành tiếng. Ha ha ha, cậu đã trở lại. Tiếng cười rợn người vang lên, Ninh Hạ nổi da gà. Ngay sau đó, giọng nói the thé của hệ thống tâm tâm đột nhiên vang lên. A, phát hiện nam chính của thế giới này, chịu ảnh hưởng của vận khí, đã trọng sinh trở về, yêu cầu ký chủ chuyển sang trạng thái chiến đấu cấp 1. Ninh Hạ trợn tròn mắt, cái gì, ngươi nói gì, nam chính trọng sinh trở về. Đồng tử Ninh Hạ mở to, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Phát hiện nam chính của thế giới này đã trọng sinh, cốt truyện đang sụp đổ, ký chủ xin hãy cẩn thận. Giọng nói của hệ thống tiểu tâm tâm vang lên lần cuối rồi biến mất. Chỉ còn lại Ninh Hạ, mắt mở to, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Hệ thống, ngươi đừng đi vội, nói rõ hơn đi. Ninh Hạ hoàn hồn, vội vàng gọi hệ thống. Hệ thống. Ninh Hạ không ngừng gọi hệ thống trong đầu, gọi mấy lần cũng không thấy phản hồi. Đây là lại nâng cấp rồi. Hệ thống, tiểu tâm tâm. Dù Ninh Hạ có gọi thế nào, hệ thống cũng không lên tiếng nữa. Ninh Hạ nhìn thiếu niên trước mặt đang che miệng cười một cách kỳ quái, trong lòng run lên, da đầu tê dại, tóc gáy dựng đứng. Ninh Hạ nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho vẻ mặt mình tự nhiên. Ngươi còn khỏe không? He. Câu trả lời Ninh Hạ nhận được là tiếng cười trong trẻo nhưng kỳ quái của thiếu niên. Ninh Hạ có chút ngồi không yên, muốn đứng dậy, đi ra ngoài. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn cô, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn, Quân Thần Ngọc, đã trọng sinh trở về. Nếu cô nhớ không nhầm, hắn bị bắt cóc khỏi hoàng thành nửa năm, trong quá trình những người đó truy sát hắn, ám vệ bảo vệ hắn đã mất liên lạc với hắn. Vì quá đói, hắn đã bị bọn buôn người bắt cóc vì một cái bánh bao. Trên đường đi, hắn bị đánh đập, tra tấn, sỉ nhục, dưới nhiều áp lực, hắn ngã bệnh, gần như chết. Bọn chúng bỏ rơi hắn trong rừng, sau đó, hắn được một người đồ tể đi ngang qua cứu, đây là khởi đầu cho cơn ác mộng của hắn. Tên đồ tể có sở thích đặc biệt, để thỏa mãn sở thích bệnh hoạn đó, hắn ta đã giở trò đồi bại với hắn, không biết bao nhiêu ngày đêm, hắn sống không bằng chết. Ám vệ mà mẫu phi phái cho hắn cuối cùng cũng tìm thấy hắn lại trở về chiếc lồng son vàng son, ngày qua ngày, chịu đựng tra tấn, tủi nhục, trong những lần tôi luyện. Hắn che giấu thực lực, giành quyền đoạt vị, giết cha hại vua, lên ngôi hoàng đế, nhưng hắn không hề hạnh phúc, hắn còn tàn bạo hơn cả phụ hoàng, triều đình hỗn loạn, dân chúng lầm than, chiến tranh liên miên. Suy nghĩ chợt trở lại, thiếu niên chớp mắt, nhìn khung cảnh xa lạ và người phụ nữ xa lạ trước mặt, trong mắt thoáng qua vẻ u ám. Nếu hắn nhớ không nhầm, bây giờ đáng lẽ hắn bị bọn buôn người bỏ rơi, rồi được tên đồ tể nhặt về, nuôi như chó. Nhưng, bây giờ, dường như đã có sự sai lệch. Quân Thần Ngọc nghĩ vậy, đôi mắt đen láy lặng lẽ che giấu bóng tối sâu thẳm, trong lồng giam, như có con thú dữ bị nhốt, có thể được thả ra. Ninh Hạ không biết suy nghĩ thâm sâu và u ám của thiếu niên trước mặt, chỉ biết rằng cô đang rất khó chịu. Hệ thống cứ như ông chủ vắng mặt, không nói cho cô biết phải làm sao, nam chính trọng sinh, cốt truyện sụp đổ, đây là... Ninh Hạ nuốt nước bọt. Vậy thì, thiếu niên 10 tuổi trước mặt này, thực chất bên trong là một linh hồn trưởng thành, nội tâm đen tối, tàn bạo vô thường, bạo quân tương lai. Cô nhớ, trong cả cuốn sách, dù là phản diện hay nam chính, đứa nào đứa nấy đều nham hiểm độc ác, tàn nhẫn vô nhân đạo. Nam chính là người bị giết đầu tiên, ở giai đoạn đầu đã bị Lăng Bác, người sau này trở thành thừa tướng Đại Thanh, ám sát, bỏ mạng, sau đó vị thừa tướng quyền cao chức trọng này bắt đầu nắm quyền triều chính. Trong lúc Ninh Hạ suy nghĩ miên man, Quân Thần Ngọc đã thu lại cảm xúc, đôi mắt đen láy cứ thế nhìn cô, lạnh lùng, không chút suy nghĩ. Ninh Hạ hoàn hồn, cứng đờ hỏi, trên người ngươi còn chỗ nào đau không? Quân Thần Ngọc cúi đầu nhìn bộ quần áo rõ ràng hơi rộng trên người, cau mày. Rõ ràng hắn nhớ trên người mình đầy vết thương lớn nhỏ, có vết thương nặng đến mức đã bị hoại tử, sao đột nhiên lại không còn nữa? Quân Thần Ngọc vén chăn lên, ngồi dậy, hai chân chạm đất, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng vô cùng, chân trần bước trên sàn nhà, đứng trước mặt Ninh Hạ, cứ thế lạnh lùng nhìn cô. Hắn cau mày rất chặt. Đã có sự sai lệch, kiếp này không giống kiếp trước. Khoảnh khắc cuối cùng của ý thức là chàng trai mặc áo choàng trắng hình trăng khuyết, khuôn mặt tinh xảo, đầu đội mũ miện, ôn nhu như ngọc, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhạt, nhìn hắn. Hắn không chút do dự, uống cạn chén rượu độc, bụng truyền đến cơn đau dữ dội, hắn ngã xuống đất, miệng phun đầy máu. Hắn cố gắng mở mắt ra, muốn xem chàng trai như ánh trăng kia có biểu hiện gì khác thường khi hắn chết hay không. Nhưng, cuối cùng vẫn là hắn thất vọng, chàng trai vẫn mỉm cười nhìn hắn, đứng đó, vẻ mặt không đổi, đôi mắt trong veo như lưu ly, toát lên vẻ lạnh lùng. Hắn không thất vọng, hắn chết rồi, nhưng lại chưa chết hẳn. Nói sao nhỉ, linh hồn hắn lơ lửng giữa không trung, thân xác hắn đã chết. Hắn nhìn thấy chàng trai ra lệnh cho người ta khiêng thi thể hắn đi, chôn cất, chàng trai chưa từng đến nhìn hắn một lần. Chàng trai bắt đầu nắm quyền triều chính, không đổi niên hiệu, cũng không đổi quốc hiệu, cũng không nhân cơ hội lên ngôi hoàng đế, mà là nắm giữ binh quyền, một lần nữa mở ra cuộc chiến thế kỷ giữa Đại Thanh và Kim Thánh Quốc. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, hắn đi theo bên cạnh chàng trai, nhìn chàng từng bước đi vào vực thẳm, cho đến khi chàng chết dưới lưỡi kiếm. Ninh Hạ không biết Quân Thần Ngọc đang nghĩ gì, bây giờ cô chỉ muốn vứt bỏ củ khoai lang nóng này. Ninh Hạ hơi cúi đầu, nhìn thiếu niên đã cao đến vai mình, nói, nhà ngươi ở đâu, ta cho người đưa ngươi về. Vứt bỏ cục nợ này sớm ngày nào hay ngày đó, tốt nhất là đưa về Hoàng Thành, hắn đã trọng sinh, chắc chắn tâm kế càng thâm sâu hơn, về đoạt quyền, lên ngôi hoàng đế càng dễ dàng hơn. Quân Thần Ngọc cụp mắt xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng, trở về, nếu có thể, hắn thả vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại cái lồng giam đó nữa. Kiếp trước, những gì hắn nên làm, hắn đều đã làm. Không còn gì hối tiếc, có lẽ điều hối tiếc duy nhất chính là bóng hình màu trắng kia. Hắn muốn tìm thấy chàng, bây giờ hắn mới 10 tuổi, vậy thì chàng cũng chỉ 8, 9 tuổi. Nếu sớm tìm thấy chàng, giam cầm bên cạnh mình, có phải sẽ tốt hơn không? Như vậy, chàng sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Cốc cốc cốc, cửa bị gõ 3 tiếng, két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Mẹ, tỷ Bạch Chỉ bảo con đến gọi người ăn cơm. Là giọng nói mang theo nụ cười nhạt của Lăng Bác. Ninh Hạ ngẩng lên nhìn, liền thấy Lăng Bác mỉm cười, lúm đồng tiền bên má thoát ẩn thoát hiện, ánh mắt trong veo, sạch sẽ, trong đáy mắt thoáng qua vẻ tinh danh. Hình như lại đang tính toán gì đó. Ninh Hạ đang định trả lời. Thiếu niên trước mặt cô, vẻ mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng biến thành kinh ngạc rồi vui mừng, đôi đồng tử đen láy sau khi rung lên dữ dội, lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Là thừa tướng. Thừa tướng ở ngay đây. Ninh Hạ nhất thời không nhận ra sự khác thường của Quân Thần Ngọc, ngược lại nụ cười trên mặt Lăng Bác biến mất, cau mày, nhìn về phía Quân Thần Ngọc. Ánh mắt Quân Thần Ngọc nhìn cậu quá nóng bỏng, như thể cậu đã làm điều gì đó tội lỗi tày trời. Khi Lăng Bác nhìn Quân Thần Ngọc, Ninh Hạ mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn Quân Thần Ngọc. Dưới ánh mắt khó hiểu của Lăng Bác, Quân Thần Ngọc bỗng hoàn hồn. Hắn khẽ thu lại suy nghĩ, trực tiếp phớt lờ ánh mắt của Ninh Hạ, bước về phía Lăng Bác, khẽ mỉm cười. Hắn nói, ta tên Quân Thần Ngọc, ta nên gọi ngươi là gì? Lăng Bác hơi cau mày. Đồng tử Ninh Hạ mở to. Nam chính trọng sinh chủ động chào hỏi phản diện nhỏ. Nếu cô nhớ không nhầm, Quân Thần Ngọc bị Lăng Bác, sau khi đã là thừa tướng, hạ độc chết. Chẳng lẽ Quân Thần Ngọc trọng sinh, vừa nhìn đã nhận ra Lăng Bác, muốn nhân lúc cậu chưa lớn, diệt trừ tận gốc để tránh hậu hoạn. Ninh Hạ nghĩ vậy, sắc mặt trầm xuống. Không được, cô phải lập tức đuổi người đi, không thể để nhân vật nguy hiểm đến gần 5 đứa con của cô. Nam chính và phản diện vốn là hai phe đối lập, lúc này, nam chính có trí nhớ, có mưu kế, có tâm cơ đã trọng sinh trở về, 5 đứa ngốc nghếch nhà cô sao có thể đấu lại. Suy nghĩ của Ninh Hạ dậy sóng, thay đổi dữ dội, mà Lăng Bác nhìn người trước mặt cao hơn mình cả cái đầu, hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu, đáp, Lăng Bác. Quân Thần Ngọc mím môi, nở nụ cười nhạt. Ngoan quá. Quân Thần Ngọc cụp mắt xuống, từng chút che giấu cảm xúc u ám trong đáy mắt, trói buộc con thú sắp thoát khỏi lồng trở lại. Đây là thời niên thiếu của hắn. Quân Thần Ngọc cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung, môi hơi tái, giọng nói trầm thấp của thiếu niên vẫn còn chút non nớt. Dáng vẻ này, vừa đáng thương vừa thanh tú, nhìn Lăng Bác, cậu khẽ nói, ta có thể ở lại đây không? Lăng Bác ngẩn người, hửm. Sao lại hỏi cậu, chẳng phải nên hỏi mẹ sao? Lăng Bác nhìn Ninh Hạ, đáy mắt dần hiện lên một dấu chấm hỏi. Ninh Hạ ho khan một tiếng. Quân Thần Ngọc nhận thấy ánh mắt của Lăng Bác, ánh mắt khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Hạ, ở nơi Lăng Bác không nhìn thấy. Đôi mắt đen láy của Quân Thần Ngọc như hố đen, sâu không thấy đáy, cứ thế nhìn chằm chằm Ninh Hạ, đe dọa, chân trụi đe dọa. Ánh mắt Quân Thần Ngọc nhìn Ninh Hạ như đang nói, nếu ngươi dám lắc đầu, ta sẽ vặn đầu ngươi ra. Ninh Hạ cứng người trong giây lát, ho khan một tiếng để che giấu, sau đó gật đầu. Nàng không muốn thừa nhận mình bị đe dọa. Lăng Bác thấy Ninh Hạ gật đầu, hơi nhíu mày, sau đó bước tới trước mặt Ninh Hạ, ngẩng đầu, đột nhiên nói, hắn đi rồi. Hắn, chỉ Lăng Uyên. Đối với người cha đột nhiên xuất hiện, chưa chớt trận này, 5 đứa trẻ dường như thờ ơ hơn. Có lẽ, đối với chúng, có hay không có Lăng Uyên xuất hiện, chúng cũng không quan tâm. Ninh Hạ ngẩn người, sau đó phản ứng lại, đưa tay gõ đầu Lăng Bác, hắn cái gì mà hắn, đó là cha của con. Lăng Bác xoa đầu, không để ý, lẩm bẩm, có hay không cũng vậy. Trước đây ở Tể tướng phủ, cậu bé có thể còn khao khát tình yêu thương của cha, hy vọng cha có thể nhìn mình một cái, dù chỉ một cái. Giờ đây, có hơi ấm của mẹ, cậu đã không còn cần nữa, cha dường như cũng không còn quan trọng. Ninh Hạ đang định nói gì đó, vừa ngẩng đầu lên, liền cứng người. Bởi vì, một đôi mắt hung dữ như mãnh thú, cứ nhìn chằm chằm vào nàng, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào tay nàng. Đây, lần này Ninh Hạ không hiểu, tại sao nàng lại bị thù ghét, oán hận. Theo lý mà nói, nàng và nam chính không hề có giao tình, sao lại đột nhiên bị nhắm vào, điều này có chút vô lý. Thông thường, nam chính bị hại chết rồi mới trọng sinh trở về, lúc này không nên oán hận kẻ đã giết mình ở kiếp trước, sao lại nhìn chằm chằm vào nàng. Rất nhanh, Ninh Hạ dường như đã hiểu ra sự thật. Lăng Bác thấy mẹ mình nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện trong nhà với vẻ cảnh giác, liền quay đầu nhìn kẻ đó với vẻ mặt khó hiểu. Khoảnh khắc Lăng Bác quay đầu lại, Quân Thần Ngọc lập tức thu lại vẻ thù địch với Ninh Hạ, đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn Lăng Bác. Ninh Hạ. Lăng Bác hơi nhíu mày, nhìn Quân Thần Ngọc với ánh mắt khó chịu. Sao cứ có người muốn tranh giành mẹ của cậu, càng ngày càng phiền. Tên này, còn giả vờ ngây thơ trước mặt cậu, giả tạo. Lăng Bác bước tới trước mặt Quân Thần Ngọc, kiềm chế vẻ khó chịu trên mặt, hơi nhướng mày, nở nụ cười nhạt. Má lúm đồng tiền hai bên má ẩn hiện, mắt cong cong, môi mím nhẹ, cả người trở nên sinh động. Quân Thần Ngọc sững người, trái tim đã chìm lắng từ lâu bỗng nhiên đập thình thịch. Cậu ngây người nhìn vị thừa tướng nhỏ hơn mình 20 tuổi đang mỉm cười với mình, má lúm đồng tiền hai bên má vẫn quyến rũ như vậy. Thừa tướng của cậu đã trở lại. Cậu nghe thấy giọng nói non nớt của thừa tướng vang lên. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Lăng Bác mỉm cười ôn hòa, nhẹ nhàng hỏi. Quân Thần Ngọc chớp mắt, đáy mắt u ám, sau đó là ánh sáng tràn lên, ươn ướt, làm đỏ cả khóe mắt. Câu hỏi nhẹ nhàng này như đã vượt qua cả một thế kỷ, đã lâu cậu chưa được nghe thấy như thế. Lần đầu gặp mặt, mùa hoa đào nở rộ, chàng trai trẻ mặc áo trắng như tuyết, dựa vào bóng cây, cánh hoa rơi lả tả, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của chàng trai, đẹp như tranh vẽ, rung động lòng người. Chàng trai trẻ khẽ nhắm mắt, gió thổi qua, trong hơi thở toàn là mùi thơm của cánh hoa, chàng trai đột nhiên nở nụ cười, má lúm đồng tiền ẩn hiện. Chỉ trong khoảnh khắc đó, vị vua tàn bạo, thất thường, đã chìm đắm trong lòng nhiều năm, bỗng nhiên bị chạm vào điểm mềm yếu, trong lòng tràn ngập sự dịu dàng. Hắn nghĩ, người trước mặt này, hắn muốn có được. Hắn nhẹ nhàng bước tới, đột nhiên dẫm lên cành cây rơi dưới đất, phát ra tiếng rắc giòn tan, làm kinh động chàng trai trẻ dưới gốc đào. Chàng trai đột nhiên mở mắt, nhìn sang. Vị vua nín thở, nhìn lại. Chàng trai có đôi mắt xa cách như pha lê, giống như những viên pha lê trong suốt, lạnh lùng, thờ ơ, tính cách cũng giống như vẻ bề ngoài của chàng. Chàng trai bước lên một bước, chắp tay, khom người chào, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, bệ hạ. Vị vua ngẩn người, hỏi, ngươi là ai, tại sao lại ở đây? Thần, Lăng Bác. Hình ảnh kết thúc tại đây. Quân Thần Ngọc hoàn hồn, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt non nớt của thừa tướng, dường như đang nhìn mình với vẻ mặt không vui. Quân Thần Ngọc vội vàng đáp, cha ta nạp thiếp, tiểu thiếp đó hại chết mẹ ta, còn đuổi ta ra ngoài, ta bị kẻ xấu bắt cóc, bị bệnh nặng, lại bị bỏ rơi, tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. Quân Thần Ngọc nói, cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút buồn bã, như thú con bị thương. Ninh Hạ hơi nhướng mày, nghe lời nói đầy uất ức, đáng thương của Quân Thần Ngọc, nàng cứ tưởng Lăng Bác sẽ động lòng trắc ẩn, không ngờ. Lăng Bác khịt mũi khẽ không thể nghe thấy, gật đầu, đáp lại một cách thờ ơ, vậy ngươi cũng thảm thật. Ninh Hạ. Lăng Bác nhìn dáng vẻ đáng thương của Quân Thần Ngọc, trong lòng tràn đầy khó chịu. Muốn dùng khổ nhục kế trước mặt mẹ và cậu, đừng hòng. Quân Thần Ngọc cúi đầu, đáy mắt thoáng qua tia cười nhạt. Thừa tướng của hắn, dù còn nhỏ, vẫn vô tình như vậy. Mẹ, tỷ tỷ A Chỉ đang đợi chúng ta qua đó trước đi. Dù không thích kẻ đột nhiên xen vào này, nhưng trước mặt Ninh Hạ, Lăng Bác cũng không dám thể hiện ra, chỉ đành chuyển hướng sự chú ý của Ninh Hạ. Ninh Hạ gật đầu, nhìn Quân Thần Ngọc đang cúi đầu, có vẻ hơi buồn bã, gọi, Thần Ngọc phải không, không ngại ta gọi ngươi như vậy chứ. Không đợi Quân Thần Ngọc phản ứng, Ninh Hạ liền nói tiếp, ngươi cũng lại đây. Nói xong, Ninh Hạ cũng không nhìn Quân Thần Ngọc, nàng sợ lại nhìn thấy ánh mắt đáng sợ, tàn nhẫn, đe dọa từ đôi mắt của một đứa trẻ 10 tuổi. Thái độ kỳ quái của nam chính này dường như rất coi trọng Lăng Bác. Ninh Hạ đi trước, Lăng Bác đi sau một bước. Sau khi Ninh Hạ ra khỏi phòng, quay đầu lại nhìn Quân Thần Ngọc, thấp giọng đe dọa. Đó là mẹ ta, hiểu chứ? Lăng Bác tỏ vẻ rất khó chịu, thậm chí có chút hung dữ. Mẹ đã vất vả lắm rồi, phải chăm sóc 5 người bọn họ, bây giờ lại thêm một kẻ lai lịch không rõ ràng nữa, thật phiền. Quân Thần Ngọc chớp mắt ngây thơ, nhìn vị thừa tướng nhỏ đang hung dữ, đáng yêu vô cùng, không hề đáng sợ, đây là điều cậu chưa từng thấy. Hừ, mẹ ta không có ở đây, không cần giả vờ nữa, khuyên ngươi tốt nhất nên đi nhanh đi, nơi này không chào đón ngươi. Lăng Bác khoanh tay, ra vẻ đề phòng. Quân Thần Ngọc cụp mắt xuống, che giấu vẻ thất vọng trong đáy mắt, một tia nguy hiểm lóe lên. Cậu, không chào đón mình sao? Tại sao? Quân Thần Ngọc chậm rãi hỏi. Lăng Bác cau mày, xoay người bỏ đi. Còn hỏi tại sao? Chuyện rõ ràng như vậy, còn cần hỏi sao? Thật phiền. Quân Thần Ngọc nhìn bóng lưng Lăng Bác rời đi, chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy là một mảnh phản chiếu, nguy hiểm, hung ác và cả sự quyết tâm. Kiếp này trọng sinh, dù là mơ hay là thật, cậu cũng sẽ không buông tay nữa. Lăng Uyên rời đi, chỉ mang theo Nam Phong, để lại 2 ám vệ trong sân. Một là Truy Phong, hai là Tiểu Khê. Truy Phong giống như một khúc gỗ, cả ngày đều đứng dưới bóng cây trong sân, mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn xung quanh. Tiểu Khê tuy cũng lạnh lùng, vẻ mặt không có gì đặc biệt, nhưng thực chất vẫn luôn âm thầm quan sát Ninh Hạ. Ánh mắt đó, lúc vô tình lúc cố ý rơi trên người Ninh Hạ, dò xét, thăm dò, khinh thường, ghen ghét. Cô ta chỉ tò mò, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mới có thể thu hút được tướng quân, khiến tướng quân coi trọng cô đến vậy, coi trọng đến mức để cô ta và Truy Phong ở lại đây bảo vệ cô. Cô ta đi theo tướng quân nhiều năm, biết tướng quân luôn giữ mình trong sạch, bên cạnh chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào khác. Ngoại trừ cô ta là một ám vệ có thể đến gần, thì chưa từng có người thứ hai. Nhưng bây giờ, tướng quân mới biến mất nửa năm, trong lòng đã bị người phụ nữ trước mắt này chiếm giữ. Trong lòng cô ta chất chứa oán hận và bất mãn, tất cả đều dành cho Ninh Hạ. Cô ta vẫn luôn không muốn tin, có lẽ tướng quân để cô ta và Truy Phong ở lại chỉ là vì sự an toàn của tiểu công tử. Nghĩ vậy, trong lòng Tiểu Khê vẫn không thấy an ủi. Lo lắng, ghen ghét, gần như nhấn chìm cô ta. Ánh mắt không hề che giấu của Tiểu Khê cứ thế dõi theo Ninh Hạ 5-6 ngày. Ninh Hạ biết, nhưng lười để ý. Cô không có thời gian để ý. Những ngày này, cô bận rộn để mắt đến nam chính trọng sinh, sợ hắn có phản ứng thái quá nào đó, nhân lúc cô không chú ý làm hại 4 đứa con của cô. May mắn thay, nam chính trọng sinh mỗi khi rảnh rỗi, đôi mắt đen láy cứ nhìn chằm chằm Lăng Bác, không làm gì cả. Nếu Lăng Bác vẫy tay, hắn sẽ là người đầu tiên chạy tới, dường như rất nghe lời Lăng Bác, bất kể Lăng Bác bảo hắn làm gì, hắn cũng không hề phàn nàn, oán trách. Trái tim treo lơ lửng của Ninh Hạ dần dần yên vị. Hệ thống trong đầu dường như cũng phát hiện ra nam chính trọng sinh không làm gì cả, lại lặng lẽ online. Ký chủ, sau khi hệ thống nâng cấp, ký chủ có thể mở một quyền hạn mới nha. Ninh Hạ đang ngồi trong sân đan giỏ, nghe thấy giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu, động tác khựng lại, khẽ hừ một tiếng. Ồ, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Ký chủ, Tiểu Tâm Tâm chỉ là đi xử lý lỗi hệ thống thôi, không có ý định bỏ rơi ký chủ đâu, ký chủ đừng giận nha. Giọng nói nũng nịu của Tiểu Tâm Tâm lại còn là giọng trẻ con, khiến Ninh Hạ nổi da gà. Thôi đi, có gì thì nói nhanh lên, đừng vòng vo. Ký chủ xin hãy dùng từ ngữ văn minh, đừng nói tục, chúng ta là hệ thống văn minh, nói tục sẽ bị trừ điểm nha. Nhắc nhở ký chủ, điểm tích lũy của ký chủ chỉ còn lại 484 điểm nha. Vì ký chủ đã hoàn thành tốt cơ chế hệ thống học tập của phản diện, hệ thống hỗ trợ này sẽ sớm đóng lại nha. Vì vậy, điểm tích lũy ban đầu của ký chủ sẽ không tăng thêm nữa nha, chỉ có thể giảm thôi nha. Hệ thống nói một tràng, Ninh Hạ chỉ thấy đầu óc toàn là nha, nha, thật ám ảnh. Vậy nghĩa là cửa hàng vạn năng cũng sẽ đóng cửa. Ninh Hạ hơi cau mày. Bây giờ cô quá phụ thuộc vào cửa hàng hệ thống, nếu đột nhiên đóng cửa, nguồn cung cấp của cô sẽ giảm đi một nửa, cuộc sống cũng sẽ trở nên khó khăn. Đúng vậy nha, nguyên tắc mới của hệ thống là tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm. Vì vậy ký chủ không thể quá phụ thuộc vào cửa hàng hệ thống nha. Nhưng ký chủ yên tâm, sau khi hệ thống nâng cấp, có thể mở đường dây kết nối mới nha. Đường dây kết nối này có thể kết nối với các thế giới khác nha. Ninh Hạ hơi nhướng mày, thế giới khác là gì? Chính là những thế giới khác ngoài thế giới này nha. Giống như dược liệu mà ký chủ đã đổi từ hệ thống trước đây, đến từ thế giới tu tiên. Còn có thế giới nguyên thủy, thế giới hiện đại, thế giới linh dị, thế giới mặt thế, thế giới tinh tế vân vân nha. Kết nối với những thế giới đó để làm gì? Ninh Hạ có chút khó hiểu. Kiếm vật chất sinh hoạt chứ sao? Vì ký chủ đã chọn kỹ năng trồng trọt, sau này hệ thống sẽ mở cho ký chủ một kim chỉ nam nha. Kim chỉ nam gì? Ninh Hạ vừa nghe thấy kim chỉ nam, liền hứng thú. Ký chủ đừng vội, kim chỉ nam này chỉ nhỏ xíu thôi. Hệ thống sẽ mở ra một không gian, trong không gian chỉ có một mảnh đất có thể trồng trọt, còn trồng cái gì, làm sao nâng cấp không gian, thì cần ký chủ tự mình nỗ lực nâng cấp nha. Sau khi ký chủ trồng ra nông sản, sẽ được hệ thống kết nối với các thế giới khác, ký chủ tự đặt giá, bán ra ngoài, từ đó kiếm thu nhập nha. Ký chủ cũng có thể dùng nông sản trồng trong không gian để đổi lấy tất cả vật phẩm của các thế giới khác nha. Ninh Hạ nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ. Chắc là để cô tự sản xuất đồ, rồi đem đồ mình sản xuất ra bán, hoặc đem đi trao đổi lấy đồ mình muốn. Khi nào thì mở không gian? Ninh Hạ hỏi. Cô hơi tò mò, những thế giới kết nối này sẽ như thế nào? Người kết nối là ai? Bất cứ lúc nào cũng được nha. Vậy bây giờ mở đi. Được nha, nhắc nhở thân thiện. Sau khi mở không gian, cửa hàng hệ thống cũng sẽ đóng cửa nha. Ký chủ còn cần đổi gì nữa không? Ninh Hạ im lặng một lúc, mở bảng cửa hàng hệ thống, nhìn những món hàng hiện ra, đủ loại, mà điểm tích lũy của cô chỉ có 484. Cuối cùng, Ninh Hạ dùng 100 điểm đổi lấy hơn 10 loại hạt giống và một vài thứ cần thiết khác, tiêu hết 300 điểm mới dừng lại. Điểm bị trừ, đồ đổi từ cửa hàng hệ thống cũng xuất hiện. May mà Lăng Vân không ở bên cạnh cô, nếu không chắc chắn sẽ phát hiện ra những thứ đột nhiên xuất hiện trong lòng Ninh Hạ. Ninh Hạ dùng giỏ che đồ lại, vẻ mặt không đổi. Hệ thống Tiểu Tâm Tâm thấy ký chủ của mình đổi nhiều hạt giống như vậy, im lặng một lúc, nói bằng giọng trẻ con. Ký chủ, vật phẩm trao đổi qua đường dây kết nối chỉ có thể là đồ của thế giới này, chỉ có nông sản trồng ở thế giới này mới có thể đổi được nha. Những hạt giống mà ký chủ đổi trong hệ thống là sản phẩm của thế giới khác, không thuộc nội dung trao đổi của đường dây kết nối, cho nên là hàng hóa không hợp lệ nha, chỉ có thể tự dùng thôi nha. Ninh Hạ, cô vốn định đổi những hạt giống này, đợi mở không gian rồi trồng vào, sau đó đem đi trao đổi. Bây giờ mới nói với cô, chỉ có thể dùng đồ của thế giới này để trao đổi, nếu không sẽ không hợp lệ. Sao ngươi không nói sớm? Ninh Hạ tức giận. Mấy chục loại hạt giống này tốn của cô gần 150 điểm, bây giờ lại nói với cô là vô dụng. À, vì ký chủ không hỏi mà. Không sao đâu ký chủ, chất lượng của những hạt giống này tuyệt đối là loại một, có thể tự trồng để ăn nha, không lỗ đâu. Nó sẽ không nói cho ký chủ biết, ký chủ càng tiêu điểm thoải mái, hệ thống sẽ càng nhanh chóng nâng cấp, càng có lợi cho nó. He he he. Ngươi đang trả thù ta? Ninh Hạ nói. Không có nha, ký chủ đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Ninh Hạ. Ký chủ, có muốn mở không gian bây giờ không? Mở, được nha. Hệ thống đang mở không gian, tự động tắt máy 12 tiếng, sau khi khởi động lại, không gian sẽ được cài đặt thành công, ký chủ vui lòng kiên nhẫn chờ đợi nha. Ninh Hạ sững người. Sau khi hệ thống nói xong, liền biến mất. Ninh Hạ xoa xoa mi tâm, vừa rồi bị nó lái sang chuyện khác rồi. Quên hỏi, cơ chế học tập của phản diện hoàn thành tốt là sao? Chẳng lẽ cứ tiếp tục như vậy, mấy đứa nhỏ phản diện sẽ không hắc hóa nữa. Ninh Hạ chỉ có thể đè nén nghi vấn trong lòng, đứng dậy, đem những thứ vừa đổi từ không gian ra, cho vào giỏ, mang vào nhà cất. Vừa ra khỏi nhà, bên ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, Ninh Hạ chớp mắt, bước nhanh ra ngoài. Vừa đến cửa sân, liền nghe thấy tiếng la hét, chửi bới, Ninh Hạ dừng lại. Có phải ở đây không? Cái thứ gì? Mấy đứa danh con này, dám bắt nạt con trai lão tử, còn bắt nạt đến tận cửa nhà. Xem lão tử có cho chúng mày biết tay không? Hu hu hu, cha, miệng con đau quá. Khóc cái gì mà khóc, chỉ biết khóc, lúc bị bắt nạt sao không đánh trả. Bọn chúng 5 người, con không dám đánh trả, đánh không lại. 12 người các ngươi, mà còn đánh không lại. Bọn chúng võ công cao cường, một người có thể đánh bại tất cả chúng ta. Thôi, đừng trách mắng bọn trẻ nữa, mau tìm người ra, không bồi thường một lượng bạc tiền thuốc men thì chuyện này chưa xong đâu. Đúng đúng đúng, bà nội nó chứ. Sắc mặt Ninh Hạ trầm xuống. Bạch Chỉ và Bạch Liễn từ vườn rau trong sân đi tới, cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhất thời nhìn nhau. Truy Phong vẫn luôn đứng dưới bóng cây như một khúc gỗ, đã sớm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lúc này, tiếng ồn ào bên ngoài truyền đến, khiến Ninh Hạ đi ra, hắn mới có hành động. Ôm một thanh trường kiếm màu đen trong tay, nhanh chóng đi theo sau Ninh Hạ. Tiểu Khê hơi cau mày, nhìn Truy Phong đi theo rồi cũng không nhúc nhích. Cọt kẹt, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Ninh Hạ vừa định bước lên mở cửa, thì cửa sân đã bị đạp tung, cô chỉ đành lùi lại vài bước. Ở cửa sân, đứng khoảng 10 mấy người, già trẻ lớn bé, nam nữ đều có. Tên côn đồ vừa rồi la hét ầm ĩ nhất, cởi trần, để lộ bắp tay cuồn cuộn, hung dữ nhìn chằm chằm Ninh Hạ. Chính là ngươi. Bên cạnh tên côn đồ là một thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi, cao lớn vạm vỡ, nhưng lại mắt đỏ hoe, núp sau lưng cha mình. Khoảng 4 người đàn ông lực lưỡng, bên cạnh mỗi người đều có một đứa trẻ tầm 8, 9 tuổi trở lên, co rúm núp sau lưng cha mình, sợ hãi nhìn Ninh Hạ. Mọi người đây là... Ninh Hạ khẽ kiềm chế biểu cảm trên mặt, lên tiếng hỏi. Chúng tôi là người làng Thanh Viễn bên cạnh, con nhà chúng tôi cùng đám trẻ trong làng đến chơi ở chân núi Thanh Sơn này, bị con nhà bà bắt nạt, còn đẩy con nhà chúng tôi xuống sông, suýt chết đuối. Người nói là một bà lão có vẻ mặt cay nghiệt, giọng nói sắc bén, đôi mắt đục ngầu hung dữ nhìn chằm chằm Ninh Hạ. Phía sau bà lão còn có một cậu bé 11, 12 tuổi, tóc tai, quần áo vẫn còn ướt sũng, mặt không cảm xúc đi theo sau bà lão. Nghe thấy giọng nói chỉ trích gay gắt của bà mình, cậu bé hơi cau mày. Bà nội, đây là chuyện của chúng cháu, không liên quan đến mọi người, chúng ta về thôi. Thẩm Nguyên cau mày, kéo vạt áo bà lão. Là cậu ta đánh thua, không có gì để nói, một người làm một người chịu, sao có thể đi tìm phụ huynh chứ. Bà lão liếc mắt ra hiệu cho con dâu. Con dâu Thẩm Thị lập tức kéo Thẩm Nguyên lại, quát, thằng nhóc thối tha này, im miệng cho ta, đừng nói nữa. Mẹ, nghe lời bà nội, đừng nói nữa. Dưới sự ép buộc của mẹ và bà nội, Thẩm Nguyên miễn cưỡng im lặng. Bà lão Thẩm vừa mở miệng, lập tức có người học theo, kéo con mình ra, như sợ Ninh Hạ không chịu trách nhiệm. Đây là con nhà tôi, cũng bị con nhà bà đẩy xuống sông, nhìn xem người nó vẫn còn ướt sũng, con nhà tôi bị hoảng sợ, nếu bà không bồi thường, chuyện này sẽ không xong đâu. Một người phụ nữ nói lớn, nhìn mặt con nhà tôi xem, bị đánh sưng vù, trên người còn có mấy chỗ bầm tím, bồi thường tiền thuốc men cho tôi, nếu không tôi sẽ báo quan. Con nhà chúng tôi cũng vậy. Nhà chúng tôi cũng vậy. Nhất thời, cửa sân ồn ào, náo loạn, toàn là tiếng chửi bới và đòi bồi thường. Ninh Hạ nghe mà đầu muốn nổ tung. Đừng nói là nam chính Quân Thần Ngọc, cả 4 đứa nhỏ đều không ở nhà, nói là đi chơi ở chân núi. Hiếm khi Lăng Nghĩa và Lăng Vân muốn ra ngoài chơi, Ninh Hạ đồng ý, chỉ dặn dò bọn chúng phải về nhà trước khi trời tối, nhưng bây giờ mới 3-4 giờ chiều. Người thì chưa về, nhưng gây họa thì đã gây rồi. Ninh Hạ thấy dân làng khí thế dữ tợn, người nào người nấy như muốn lột da cô, không khỏi đau đầu. Những gì bọn họ nói có thể là nửa thật nửa giả, cũng có thể là hoàn toàn bịa đặt, cũng có thể còn che giấu một phần sự thật. Chuyện này chỉ có thể đợi 5 đứa nhỏ kia về rồi xử lý. Ninh Hạ ho khan một tiếng, nói, những gì mọi người nói, không thể nào, con lớn nhất nhà tôi mới 10 tuổi, con nhỏ nhất mới 6 tuổi. Nhìn con nhà mọi người xem, đứa nhỏ nhất cũng 8, 9 tuổi, đứa lớn nhất 15. 16 tuổi, con nhà tôi còn nhỏ như vậy, sao có thể đánh lại được? Ninh Hạ dừng lại một chút, rồi nói tiếp, những đứa bị đánh ở đây hình như có 12 người, nhà tôi chỉ có 5 đứa nhỏ, sao có thể đánh được con nhà mọi người? Nói xong, Ninh Hạ đột nhiên dụi mắt, vành mắt đỏ lên, tôi thấy là con nhà mọi người đánh con nhà tôi mới đúng. Con nhà tôi sáng nay ra ngoài chơi, đến giờ vẫn chưa về, không biết có phải bị mọi người đẩy xuống sông chết đuối không, sao vẫn chưa thấy về. Ninh Hạ nói năng rõ ràng, rành mạch, khiến những người ngoài sân sững người, nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì. Chỉ có bà lão Thẩm không chịu nhường bước, khăng khăng cho rằng con Ninh Hạ bắt nạt cháu trai bảo bối của mình, nên không để ý đến lời Ninh Hạ nói, trực tiếp mắng. Ta khinh, ai biết có phải mấy đứa danh con nhà bà giở trò gì không? Cháu nhà tôi ngoan ngoãn, chắc chắn là bị con nhà bà lừa gạt, bắt nạt. Lời bà lão Thẩm khó nghe và cay nghiệt, Ninh Hạ lập tức lạnh mặt. Chuyện này chỉ dựa vào lời nói một phía của mọi người, hoàn toàn vô căn cứ, đợi con nhà tôi về rồi nói tiếp, mời mọi người về cho. Ninh Hạ lạnh lùng ra lệnh đuổi khách. Ngươi, bà lão Thẩm thấy Ninh Hạ cứng rắn như vậy, tức giận giơ tay lên, định tát cô hai cái. Truy Phong phía sau Ninh Hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm bà lão Thẩm, trong tay vẫn ôm thanh kiếm đen sắc bén, hung dữ, đầy khí thế. Bà lão Thẩm làm ruộng cả đời, nào đã từng thấy cảnh tượng này, sợ đến mức giật mình, không dám nhúc nhích nữa, chỉ biết hung dữ nhìn chằm chằm Ninh Hạ. Thẩm Nguyên nhìn thấy bà mình vô lý như vậy, cau mày, nói, bà nội, vốn dĩ không phải lỗi của họ, mà là lỗi của chúng cháu, chúng ta đừng nói nữa, về thôi. Chuyện này vốn dĩ là do bọn họ khiêu khích và động thủ trước, bọn họ tuy bị đánh bị bắt nạt, nhưng cũng là tự mình chuốc lấy, sao có thể ép buộc người khác như vậy. Thằng nhóc này, im miệng cho ta, chát, bà lão Thẩm tức giận, vung tay tát Thẩm Nguyên một cái, lực rất mạnh, sau khi đánh xong, tay còn run lên. Thẩm Nguyên bị đánh lệch cả mặt sang một bên, cau mày, ngẩng mặt lên, nửa bên mặt đã sưng vù. Bà lão Thẩm nhìn mà xót xa, cơn giận nguôi ngoai, lại hối hận, định bước tới an ủi. Thẩm Nguyên mặt không cảm xúc nghiêng người, núp sau lưng mẹ mình. Thẩm Thị nhìn thấy nửa bên mặt sưng vù của con trai, đau lòng không thôi, âm thầm trách móc mẹ chồng ra tay không biết nặng nhẹ, ngay cả cháu mình cũng đánh. Ninh Hạ nhìn màn kịch trước mặt, mặt không cảm xúc, Truy Phong, đuổi người. Truy Phong phía sau nghe vậy, lập tức bước ra. Truy Phong mặt không cảm xúc, tay cầm trường kiếm, từng bước đi ra ngoài, khí thế bức người, khiến dân làng sợ hãi lùi lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ninh Hạ thấy phiền phức, định đuổi hết bọn họ đi, rồi ra ngoài tìm Lăng Nghĩa và mấy đứa nhỏ. Lúc này, 5 đứa nhỏ đang trên đường về. Vẫn chưa biết, những người mà chúng đánh nhau lúc sáng, chiều đã về nhà gọi phụ huynh, giờ những phụ huynh đó đã chặn ở cửa sân rồi. Lăng Nghĩa đi đầu, cau mày, vẻ mặt khó chịu, dừng bước, dặn dò mấy đứa em, lát nữa về nhà, không được nói chuyện này cho mẹ biết. Lăng Thiên đi theo sau Lăng Vân, tóc hai đứa vẫn còn ướt, quần áo nửa người dưới vẫn chưa khô, giống như gà rớt xuống nước. Lăng Thiên hỏi, tại sao không nói cho mẹ biết, bọn họ bắt nạt Lăng Vân. Lăng Thiên nghĩ đến những người đó, tức đến nghiến răng. Bọn họ bắt nạt Lăng Vân với thủ đoạn rất thành thạo, trước đây không biết đã bắt nạt bao nhiêu lần rồi, nếu không phải lần này có bọn họ ở đó, bọn họ chắc chắn lại bắt nạt Lăng Vân. Chẳng trách Lăng Vân luôn không muốn nói chuyện, cũng không muốn ra ngoài, chắc chắn là vì bọn họ. Lăng Nghĩa mặt lạnh tanh, cậu đương nhiên là tức giận, nhưng cậu không muốn để mẹ lo lắng. Lăng Bác cau mày, trên má cậu có một vết xước do móng tay, rất rõ ràng trên khuôn mặt trắng trẻo, trên cổ cũng có vài vết cào. Quân Thần Ngọc đi bên cạnh Lăng Bác, ánh mắt luôn dán trên người Lăng Bác, nhìn những vết thương trên người cậu, sự tàn bạo trong lòng gần như không thể che giấu được. Thừa tướng của hắn, sao có thể bị người khác bắt nạt chứ? Vừa rồi hắn ra tay quá nhẹ, đáng lẽ phải đưa từng tên một xuống địa ngục. Lăng Bác cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, tàn nhẫn tỏa ra từ Quân Thần Ngọc bên cạnh, không khỏi rùng mình. Cậu tận mắt nhìn thấy, nếu không phải cậu ra sức ngăn cản, giờ này chắc chắn đã có án mạng. Vẻ tàn nhẫn, hung ác của Quân Thần Ngọc, giống hệt một tên côn đồ liều mạng. Và ánh mắt hắn nhìn cậu, vẻ chiếm hữu và si mê đó, khiến Lăng Bác không khỏi ca kinh hãi. Dưới ánh nắng chiều tà, 5 đứa trẻ cùng nhau bước về căn nhà nhỏ dưới chân núi Thanh Sơn. Chim chóc ríu rít trên cành cây, rừng cây trải dài vô tận, mênh mông bát ngát, xanh biếc lượn sóng, tựa như một bức tranh sơn thủy hữu tình. 5 đứa trẻ vừa đi đến con đường nhỏ dẫn vào cổng nhà, liền nghe thấy tiếng ồn ào, xì xầm phía trước, ngước mắt lên, liền thấy một đám người đang đứng chặn ở cổng. Mấy đứa trẻ sững sờ, rồi nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Những người này tìm đến tận cửa rồi. 5 đứa trẻ không cần suy nghĩ, tăng tốc, chạy nhanh về phía trước. Thân hình nhỏ bé linh hoạt như những con cá nhỏ, luồn lách qua đám đông, chạy ra ngoài. Ninh Hạ đang đuổi đám người kia đi, bọn họ vẫn còn không chịu rời đi, thì 5 đứa nhỏ đã quay về. Lăng Nghĩa dẫn đầu, vừa luồn ra khỏi đám đông, liền nhìn thấy Ninh Hạ đang đứng ở cổng, cả người cứng đờ, đứng im tại chỗ. Ninh Hạ khoanh tay, thong thả nhìn từng đứa trẻ lần lượt chui ra khỏi đám đông. Lăng Nghĩa đứng im bất động, Lăng Bác nhìn thấy Ninh Hạ, ngoan ngoãn dừng lại, núp sau lưng anh trai Lăng Nghĩa. Xảy ra chuyện rồi, có anh cả gánh vác. Quân Thần Ngọc che chở cho Lăng Bác, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Ninh Hạ, như đang ép buộc cô. Ninh Hạ tức giận, cau mày, mặt không chút cảm xúc nhìn hắn. Lăng Vân vừa nhìn thấy Ninh Hạ, trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân khó hiểu, hốc mắt đỏ hoe, lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn cô. Lăng Thiên vẻ mặt hung dữ, nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nhìn những khuôn mặt quen thuộc trong đám đông. Đám nhóc hèn nhát, còn mách lẻo với người lớn, còn trốn sau lưng người lớn, thật không có cốt cách. Lăng Thiên nghiêng đầu chừng mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt vừa hung dữ vừa tức giận. Những thiếu niên đang đứng bên cạnh người thân, bị ánh mắt của Lăng Thiên dọa sợ, nắm chặt vạt áo người thân, co rúm lại một bên, không dám nói nửa lời. Ninh Hạ tức đến đau cả đầu, nhìn dáng vẻ hung hăng của Lăng Thiên, thật muốn xông lên đánh cho cậu hai cái. Cái kiểu uy hiếp trắng trợn này, chẳng khác nào thừa nhận mọi chuyện. Lăng Thiên, lại đây cho mẹ. Ninh Hạ trầm mặt gọi. Lăng Thiên bị gọi tên, ngơ ngác một lúc, quay đầu nhìn Ninh Hạ, bĩu môi đầy bất mãn, rồi mới bước tới. Nhìn dáng vẻ ngây ngô của Lăng Thiên, Ninh Hạ càng thêm đau lòng. Đồ nhóc con. Lăng Thiên ngoan ngoãn đi đến trước mặt Ninh Hạ. Ninh Hạ cúi đầu, nhìn lướt qua bốn đứa trẻ đang đứng trước mặt, tạm thời bỏ qua ánh mắt chằm chằm của nam chính. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Ninh Hạ mặt không cảm xúc hỏi. Mấy đứa trẻ còn chưa kịp lên tiếng, những người lớn kia đã không thể nhịn được nữa, ồn ào cả lên. Bây giờ nhân vật chính đã quay về, bọn họ làm sao có thể bỏ đi? Đây không phải là lúc để tố cáo và đòi bồi thường sao? Ôi, nhìn bộ dạng mấy đứa nhỏ danh mãnh này xem, hung dữ như vậy, rõ ràng là chúng bắt nạt người ta, còn dám chối cãi. Đúng vậy, nhìn con tôi bị bóp cổ đến tím tái cả rồi, không biết đã dùng bao nhiêu sức lực, con tôi tội nghiệp quá. Người phụ nữ chỉ vào vết bầm tím trên cổ con trai mình, trông rất đáng sợ, thực sự rất nghiêm trọng, mặt đứa trẻ cũng hơi tái xanh. Ninh Hạ nhìn mà cau mày càng chặt. Lăng Bác lặng lẽ quay đầu lại, nhìn vết bầm trên cổ người kia, rồi lại nhìn Quân Thần Ngọc bên cạnh, lông mày hơi nhíu lại. Quân Thần Ngọc thấy Lăng Bác nhìn mình, đôi mắt đen láy hiện lên vẻ ngây thơ, chớp chớp mắt nhìn lại Lăng Bác. Lăng Bác khóe miệng giật giật, trừng mắt nhìn hắn. Đến từ đâu ra mà tàn nhẫn vậy, thật đáng sợ. Lăng Bác thu hồi suy nghĩ, hạch hơi, giữa tiếng ồn ào, cậu đưa tay dụi mắt, một cơn đau nhói sộc lên, Lăng Bác lập tức đỏ hoe mắt, nước mắt trào ra. Hu hu hu. Lăng Bác òa khóc, nước mắt giàn giụa trên mặt, lao vào lòng Ninh Hạ. Ninh Hạ ngẩn người, nhìn Lăng Bác đột nhiên lao vào lòng mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi, trên mặt đầy nước mắt. Lăng Bác nức nở nói, mẹ, con đau quá, mẹ xem, người con toàn là vết thương. Vừa nói, Lăng Bác vừa xắn tay áo lên, để lộ những vết bầm tím bên trong, trên mặt còn có một vết xước dài do móng tay, da thịt bị rách, trên cổ cũng toàn vết cào, trông rất đáng sợ. Ninh Hạ vốn còn chưa kịp hoàn hồn, lúc này thấy Lăng Bác khóc lóc thảm thiết, trên người toàn vết thương, làm sao cô có thể nhịn được nữa. Cô chưa từng thấy Lăng Bác khóc lóc đáng thương, tủi thân như vậy bao giờ, chắc chắn là đã chịu uất ức rất lớn. Nghĩ vậy, lòng Ninh Hạ cũng đau theo. Đừng khóc, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con, còn chỗ nào đau nữa không? Ninh Hạ dịu dàng an ủi. Lăng Bác vốn chỉ định làm bộ làm tịch, thấy vẻ mặt lo lắng, xót xa của Ninh Hạ, hốc mắt không khỏi đỏ lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, nức nở nói. Đau, hu hu, lưng cũng đau. Ninh Hạ dừng động tác an ủi, kéo áo Lăng Bác xuống, vừa nhìn thấy, hốc mắt cũng đỏ hoe theo. Lưng Lăng Bác trắng nõn nà, không biết bị thứ gì đánh trúng, một mảng bầm tím lớn, da thịt xung quanh cũng bị rách, máu tươi rỉ ra. Ninh Hạ vừa tức vừa lo lắng, nhìn vết thương trên người Lăng Bác, càng thêm phẫn nộ. Lăng Nghĩa, con nói xem đã xảy ra chuyện gì. Lăng Nghĩa cau mày, quay mặt đi, Ninh Hạ liếc mắt liền thấy trên má trái và tai cậu có một vết xước dài, rõ ràng là bị móng tay cào, trên cổ cũng có vết cào. Lăng Nghĩa dừng lại một chút, rồi cúi đầu xuống, không dám nhìn Ninh Hạ, nhỏ giọng nói, chúng con đang bắt cá ở suối Thanh Nguyên. Bọn họ đột nhiên chạy đến nói khu vực này bọn họ đã nhìn chúng, muốn đuổi chúng con đi, chúng con không chịu đi. Lăng Nghĩa nhỏ giọng kể lại toàn bộ sự việc. Hóa ra, sau khi ra khỏi nhà, Lăng Nghĩa và các em đến suối Thanh Nguyên dưới chân núi bắt cá, đúng lúc giao mùa giữa xuân và thu, cũng là mùa cá tôm béo mập. Mười mấy đứa trẻ thấy cá tôm trong suối rất nhiều và to, lại thấy Lăng Nghĩa và các em bắt được rất nhiều, liền nổi lòng tham, muốn đuổi bọn họ đi để độc chiếm. Lăng Nghĩa và các em đương nhiên không chịu, vốn cũng chẳng có gì, nhưng có mấy thiếu niên 12, 13 tuổi, hình như nhận ra Lăng Vân, vừa nhìn thấy Lăng Vân, liền nhớ ra đã hơn một năm nay cậu không xuất hiện ở khu vực làng Thanh Viễn. Những năm đói kém, đám nhỏ phản diện không có đủ ăn, bữa đói bữa no, chúng cũng không đoàn kết như bây giờ, tìm được đồ ăn đều tự ăn một mình, không quan tâm đến người khác. Vì tính cách hướng nội, Lăng Vân thường xuyên 3, 4 ngày không được ăn, đói quá, cậu liền xuống núi tìm đồ ăn. Những năm đói kém, Lăng Vân đã đi hết tất cả các làng mạc gần đó. Trẻ con nghịch ngợm ở những ngôi làng gần đó đều biết Lăng Vân đã từng bắt nạt cậu. Không chỉ trẻ con ở làng Thanh Sơn, mà cả làng Thanh Viễn, làng Đào Hoa, làng Sam gần đó cũng đều bắt nạt Lăng Vân. Chỉ là Lăng Vân không nói, cũng không ai biết, ngay cả Ninh Hạ cũng không biết. Cô cứ tưởng chỉ có trẻ con ở làng Thanh Sơn bắt nạt Lăng Vân, không ngờ mạng lưới lại rộng lớn như vậy. Mấy đứa trẻ ở làng Thanh Viễn đã từng bắt nạt Lăng Vân một năm trước, lúc này nhìn thấy Lăng Vân quen mặt, thấy cậu béo lên, không còn ủ rũ như một năm trước. Bản tính xấu xa lại nổi lên, chúng kéo theo vài đứa khác, vây quanh Lăng Vân. Khi Lăng Nghĩa và Lăng Bác chưa kịp phản ứng, liền đẩy Lăng Vân xuống suối. Lăng Thiên đứng gần đó, vừa thấy Lăng Vân bị bắt nạt, làm sao có thể chịu đựng được, không nói hai lời, lập tức xông lên, đấm đá túi bụi. Sau đó, hai nhóm lao vào đánh nhau. 12 đứa trẻ ở làng Thanh Viễn tuy cao to, nhưng chỉ biết dùng lực, đương nhiên không thể nào đánh lại Lăng Nghĩa và các em, những đứa trẻ đã học võ được hơn một năm. Tuy Lăng Nghĩa và các em đánh thắng, nhưng chênh lệch tuổi tác là rõ ràng, chúng cũng bị thiệt hại không ít, bị cắn, bị móng tay cào, bị gậy gỗ đánh, những vết thương trên người chúng chính là do vậy mà ra. Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Ninh Hạ tức đến mức muốn nổ tung. Lăng Nghĩa và các em bị uất ức cũng không nói, nếu không phải đám người này tìm đến tận cửa, chúng chắc chắn vẫn sẽ giấu cô, không chịu nói. Lăng Nghĩa nói xong, hốc mắt cũng đỏ lên, nhưng cậu cố nén lại, cúi đầu xuống, không dám nhìn Ninh Hạ. Lăng Thiên nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu im lặng, không chịu nói lời nào. Ninh Hạ nhìn dáng vẻ cứng đầu của bọn trẻ, vừa tức vừa xót, che chở cho mấy đứa nhỏ sau lưng. Ninh Hạ cười lạnh, nhìn những người dân làng bên ngoài sân. Bây giờ, rõ ràng là mười mấy đứa trẻ nhà các người bắt nạt con tôi, cũng là các người ra tay trước, còn những vết thương của chúng cũng là do tự chuốc lấy, người phải bồi thường chính là các người. Ninh Hạ lạnh lùng nhìn bọn họ. Vài người vừa rồi còn hò hét hung hăng nhất, lúc này nghe nói lỗi là do con mình, liền chột dạ, lẩm bẩm vài câu, nghe nói phải bồi thường, lập tức không chịu. Tại sao chứ? Con tôi cũng bị thương, chuyện này coi như huề nhau đi. Đúng vậy, tại sao lại phải chúng tôi bồi thường? Ninh Hạ cười lạnh, chuyện này cô không định bỏ qua. Vì các người không chịu bồi thường, vậy thì đi mời quan huyện đến phân xử. Kể cả trưởng làng đến cũng vô ích, đám người ngang ngược này, phải cho chúng nếm chút đau khổ mới chịu ngoan ngoãn. Truy Phong, đến trấn, mời quan huyện đến đây. Ninh Hạ trầm giọng nói, vâng gờ. Truy Phong nhận lệnh, đáp lời, xoay người bước ra khỏi sân, trong nháy mắt đã biến mất trên con đường nhỏ. Dân làng nghe nói thực sự sẽ đi mời quan huyện, nhất thời hoảng sợ, nhìn nhau, không biết phải làm sao. Một ông lão hừ lạnh, kéo đứa trẻ bên cạnh, chế giễu Ninh Hạ vài câu, không hề lo lắng. Cô nói mời là mời được chắc, tôi không tin cô có thể mời được quan huyện đến đây, giả vờ giả vịt. Có người nhận ra ông lão, ông ta cũng có chút danh tiếng trong làng, dù sao cũng có nhà vợ ở trên trấn, vợ cũng là người trên trấn, tiếc là vợ mất sớm, để lại một đứa con trai. Con trai bây giờ cũng 14 tuổi rồi, vẫn được ông lão cưng chiều hết mực, lúc này, con trai ông lão cũng bị liên lụy, trên người dường như cũng bị thương không nhẹ. Ông lão đương nhiên không vui, trong lòng hận đến nghiến răng. Có người hỏi, Chu Lương An, ông chắc chắn cô ta không thể mời được quan huyện sao? Ông lão Chu Lương An hừ lạnh, khinh thường liếc nhìn Ninh Hạ, đương nhiên, quan huyện không phải muốn mời là mời được. Không có 18 lạng bạc, làm sao có thể mời được? Bố vợ ông ta mở quán rượu trên trấn, đương nhiên có giao thiệp với quan huyện, ông ta cũng biết một chút. Những quan lại lớn nhỏ trên trấn, ai cũng tham lam, chỉ biết tiền, căn bản không quan tâm đúng sai, chỉ cần cho nhiều tiền, bọn họ mới chịu giúp. Người phụ nữ nông dân nhỏ bé trước mắt này, lại còn là quả phụ, làm sao có tiền mời được quan lại, thật nực cười. Chu Lương An vô cùng tự tin, ông ta hoàn toàn không tin Ninh Hạ có thể mời được quan lại, ung dung đứng tại chỗ, vẻ mặt đầy chế giễu. Những người dân làng xung quanh thấy Chu Lương An tự tin như vậy, cũng biết Chu Lương An hiểu biết nhiều hơn bọn họ, bố vợ lại còn mở quán rượu trên trấn, đương nhiên tin tưởng ông ta. Thấy ông ta tự tin, bản thân họ cũng bình tĩnh lại. Đứa trẻ bên cạnh Chu Lương An, Chu Cam, mặt bị đánh sưng vù, đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Cha, con chỉ nói một câu, cái thằng câm đó không biết nói, đẩy nó một cái nhẹ thôi, không ngờ nó tự ngã xuống sông, bọn chúng liền đánh con ra nông nỗi này. Chu Cam tức giận vô cùng, mặt lại sưng vù, muốn làm vẻ mặt tức giận cũng không được, vừa cử động, mặt lại đau nhói. Yên tâm, cha sẽ đòi lại công bằng cho con, đừng sợ. Chu Lương An nhìn khuôn mặt sưng vù như đầu heo của con trai, xót xa không thôi. Nếu để bố vợ biết cháu ngoại bị người ta đánh thành ra thế này, không chừng sẽ trách ông ta không chăm sóc cháu ngoại cho tốt. Bố vợ rất thương cháu ngoại, Ông ta cưới con gái duy nhất của ông ấy, lại chỉ có Chu Cam là cháu ngoại duy nhất. Trăm năm sau, quán rượu kia sẽ do Chu Cam thừa kế, sao có thể không thương cho được. Ninh Hạ lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt sưng vù như đầu heo của Chu Cam. Chính hắn ta ra tay, đẩy Lăng Vân, mới dẫn đến tranh chấp sau đó. Người cao to như vậy, còn làm nũng với cha mình, đúng là đứa trẻ to xác, không biết hối cải. Dân làng nghe lời Chu Lương An, nhất thời yên tâm. Biết Ninh Hạ không thể mời được quan huyện, tuy con mình có lỗi, nhưng bọn họ lại vênh váo tự đắc, không hề chột dạ. Hừ, giả vờ giả vịt, tuy là con tôi ra tay trước, nhưng con tôi cũng bị thương nặng, mấy vết thương của các người tính là gì, không bồi thường, chuyện này không xong đâu. Đúng vậy, trên người con tôi toàn vết bầm tím, không biết mấy đứa nhỏ danh mãnh kia ra tay mạnh đến mức nào. Dân làng đều biết Ninh Hạ là quả phụ, không có chồng, một câu đứa nhỏ danh mãnh, hai câu đứa nhỏ danh mãnh, nói mà không hề kiêng dè. Ninh Hạ nghe mà mặt mày xa sầm, nhưng không lập tức nổi giận. Bạch Liễn, đi lấy cho ta một cái ghế. Ninh Hạ phẩy tay, nói với Bạch Chỉ đứng sau lưng. Vâng, Bạch Liễn vội vàng đáp, đi ra phía sau. Từ làng đến trấn, nhanh nhất cũng mất một canh giờ, đi về về cũng mất gần 2 canh giờ. Bạch Liễn mang một chiếc ghế trúc đến, Ninh Hạ chậm rãi ngồi xuống, thấy quần áo của Lăng Vân và Lăng Thiên vẫn còn ướt sũng, liền bảo hai đứa đi thay quần áo. Lăng Bác đứng trước mặt Ninh Hạ, vừa rồi khóc lóc dữ dội, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, cả người ủ rũ, không có chút tinh thần. Ninh Hạ nắm tay cậu, nhìn vết thương trên người cậu, lo lắng cau mày. Bạch Chỉ, vào nhà lấy hộp thuốc của ta ra đây. Bạch Chỉ gật đầu, xoay người đi vào nhà. Không lâu sau, Bạch Chỉ bưng ra một chiếc hộp màu xanh lá cây, trên đó khắc chữ Thập. Đây là chiếc hộp do Ninh Hạ tự làm, thuốc men bên trong đều đổi từ cửa hàng hệ thống. Vì mấy đứa trẻ thỉnh thoảng lại va chạm, đôi khi còn bị cảm sốt, Ninh Hạ liền chuẩn bị sẵn hộp thuốc này. Ninh Hạ nhận lấy chiếc hộp, bảo Lăng Bác quay lưng lại, xử lý vết thương ở lưng cho cậu, đơn giản là sát trùng và bôi thuốc. Cuối cùng, sau khi bôi thuốc cho Lăng Thiên xong, đã qua gần 1 canh giờ. Ninh Hạ nhìn Quân Thần Ngọc đang đứng cách đó không xa, ánh mắt như sói con, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người bên ngoài sân, âm trầm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ninh Hạ thấy dáng vẻ hung dữ của hắn, bình tĩnh, lại nghĩ hắn là linh hồn của người trưởng thành, chắc không bị thương nặng lắm, liền không gọi hắn lại xử lý vết thương. Bên ngoài sân, mặt trời lúc 4, 5 giờ chiều vẫn còn khá gay gắt, đám người đứng dưới nắng suốt gần 1 canh giờ. Cái nóng oi bức khiến người ta khó chịu, cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa, cầu nhàu. Mẹ kiếp, đã bao lâu rồi, sao vẫn chưa quay lại? Chắc là không mời được quan huyện, không dám quay về rồi. Đúng vậy, nóng chớt mất, nếu không quay lại, chúng ta không đợi nữa, trực tiếp bắt cô ta bồi thường. Đúng vậy, bắt cô ta bồi thường luôn đi, đứng đợi ở đây cũng chẳng ích gì. Nóng chớt ông rồi. Mặc dù mặt trời đã bắt đầu lặn, nhưng sức nóng của cả ngày vẫn còn lưu lại, thiêu đốt, hong khô mọi người. Đã có người mồ hôi nhễ nhại, liên tục lau mồ hôi, bực bội, không ngừng cầu nhàu. Ninh Hạ và mấy đứa trẻ ngồi trên ghế, trên bàn đặt nước ép hoa quả ướp lạnh, chậm rãi uống, tay phe phẩy quạt, không hề vội vàng. Có người tinh mắt, thấy Ninh Hạ và lũ trẻ đang cầm nước ép ướp lạnh, uống ngon lành, không khỏi nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc. Mẹ ơi, con cũng muốn uống. Một đứa trẻ nhìn thấy, ánh mắt đầy vẻ thèm muốn, không nhịn được kéo tay mẹ, làm nũng. Người phụ nữ đang nóng bức khó chịu, đứa trẻ này còn dám làm nũng trước mặt bà ta, nhất thời không nhịn được, mắng, uống gì mà uống. Cả ngày chỉ biết uống cho chết luôn đi. Đứa trẻ bị mắng, không dám nói gì nữa. Cha, con muốn uống. Chu Cam nhìn nước ép trong tay Lăng Nghĩa và Lăng Bác, kéo tay áo Chu Lương An nói. Chu Lương An hơi cau mày, nhịn đi, về nhà rồi uống. Lúc này đang gây sự, nhìn dáng vẻ của Ninh Hạ, chắc chắn sẽ không cho. Ông ta cũng không muốn mở miệng hỏi, quá mất mặt. Không, con muốn uống, nếu cha không cho con uống, con sẽ mách ông ngoại, nói cha muốn cưới vợ lẽ. Chu Cam thực sự rất khát, mồ hôi trên mặt túa ra, rất khó chịu, dù Chu Lương An dỗ dành thế nào cũng không được. Chu Lương An nghe Chu Cam từng câu từng chữ đe dọa, mặt mày xa sầm, xấu hổ. Đứa nhỏ này giờ dám đe dọa ông ta rồi. Chu Lương An rất sĩ diện, dù sợ bố vợ, cũng không cho phép con trai làm mất mặt mình, nhất là trước mặt mọi người. Ngay lập tức, tức giận đến nghiến răng, rồi lạnh lùng quát, con mách ông ngoại cũng vô dụng. Ta là cha con, ta nói không được uống, là không được uống. Chu Cam lần đầu tiên thấy cha mình nổi giận lớn như vậy, sợ đến mức giật mình, không dám nói gì nữa, ngây người ra tại chỗ. Ninh Hạ không quan tâm bên ngoài sân xảy ra chuyện gì, cô lấy ra một đĩa bánh ngọt, ăn kèm nước ép ướp lạnh, mấy đứa trẻ ngồi quây quần bên nhau, vô cùng thoải mái. Quân Thần Ngọc dính lấy Lăng Bác, ánh mắt không rời khỏi cậu. Vì vừa mới bôi thuốc, Lăng Bác không mặc áo, làn da trắng nõn, gầy gò, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, đáng sợ nhất là ở lưng, da thịt hai bên xương bướm đều bị rách. Quân Thần Ngọc ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm vết thương, đôi mắt đen láy như bị một màn xương đen che phủ, âm u, đen tối. Lăng Bác đang hai tay bưng nước ép, uống ngon lành, không hề nhận ra ánh mắt của Quân Thần Ngọc, cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo đặt lên xương sống cậu. Cảm giác lạnh lẽo khiến Lăng Bác giật mình, quay phát lại, trừng mắt nhìn Quân Thần Ngọc. Ngươi làm gì vậy? Lăng Bác trừng mắt nhìn hắn. Quân Thần Ngọc cụp mắt xuống, che giấu bóng tối sắp tràn ra trong mắt, hắn khẽ hỏi, còn đau không? Lăng Bác hơi khó hiểu, định quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn, nhưng lại nghĩ đến hôm nay, hắn đã giúp cậu đỡ đòn mấy lần, sắc mặt hơi dịu lại, nói, mẹ đã bôi thuốc rồi, chỉ cần không chạm vào, không thấy gì cả. Quân Thần Ngọc khẽ ừm một tiếng, nhưng đầu ngón tay lạnh lẽo vẫn không rời khỏi xương sống cậu. Bỏ tay ra, Lăng Bác cau mày, hơi khó chịu nhìn Quân Thần Ngọc. Tên này sao cứ kỳ quặc vậy? Ánh mắt Quân Thần Ngọc càng lúc càng tối, gần như không thể khống chế bản thân, nghiêng người về phía lưng Lăng Bác, khi môi hắn chỉ còn cách xương sống cậu vài mm, vạt áo phía sau bỗng nhiên bị kéo lại. Tránh xa cậu ấy ra. Lăng Nghĩa một tay kéo áo Quân Thần Ngọc, kéo hắn ra, lạnh lùng nói. Quân Thần Ngọc sắc mặt xa sầm, nhìn chằm chằm Lăng Nghĩa một lúc, khi Lăng Bác quay lại, lập tức thu lại vẻ mặt, thay vào đó là vẻ mặt ngây thơ, đáng thương. Lăng Nghĩa, tên này thay đổi sắc mặt nhanh thật, thật khó tin. Lăng Bác cau mày, nhìn Quân Thần Ngọc với vẻ mặt tủi thân và ngây thơ, ngươi làm gì vậy? Quân Thần Ngọc cúi đầu, bóp nhẹ khớp ngón tay, nhỏ giọng nói, ta chỉ muốn thổi cho ngươi. Lăng Bác nhíu mày, không cần ngươi thổi, không đau. Tên này sao cứ õng ẹo vậy, còn muốn thổi vết thương cho cậu, còn bày ra vẻ mặt như muốn nói lại thôi làm gì chứ. Lăng Nghĩa buông vạt áo sau lưng Quân Thần Ngọc, chứng kiến màn biến đổi sắc mặt vừa rồi của hắn, im lặng một lúc, tên này, cậu không hiểu Quân Thần Ngọc rốt cuộc muốn làm gì. Cả ngày bám theo Lăng Bác, giả vờ giả vịt, nhưng hắn không hề che giấu bản thân trước mặt bất kỳ ai, chỉ duy nhất trước mặt Lăng Bác, hắn mới hoàn toàn ngụy trang thành công. Lăng Bác bình thường rất thông minh lanh lợi, nhưng khi gặp Quân Thần Ngọc, đôi khi lại không được minh mẫn cho lắm. Điều này khiến Lăng Nghĩa thực sự khó hiểu. Quân Thần Ngọc không để ý đến Lăng Nghĩa, cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói với Lăng Bác, ta sợ người đau. Lăng Bác ngẩn người, rồi bĩu môi, hừ một tiếng, không nói gì. Tên này, chắc chắn là muốn lấy lòng cậu, để cậu chấp nhận hắn, rồi ở lại, tranh giành mẹ với bọn họ, mơ đi. Lăng Nghĩa ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, không nhìn nữa. Cậu vẫn không hiểu tên Quân Thần Ngọc này muốn làm gì. Quân Thần Ngọc cụp mi mắt, liếc nhìn Lăng Nghĩa, đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm. Lăng Nghĩa, tương lai sẽ trở thành quốc quân của Kim Thánh Quốc, đấu với hắn cả nửa đời người. Những cuộc chiến lớn nhỏ giữa Đại Thanh Quốc và Kim Thánh Quốc đều không thể tách rời hai vị quốc quân này. Hắn và Lăng Nghĩa tranh đấu, ngươi đến ta đi, cuối cùng cũng không phân thắng bại. Hắn muốn thôn tính lãnh thổ của Kim Thánh Quốc, Lăng Nghĩa muốn sáp nhập lãnh thổ của hắn, cho đến khi hắn chết. Nếu không được sống lại một lần nữa, hắn cũng không biết, hóa ra Thừa Tướng và Lăng Nghĩa là anh em ruột. Bất kể Quân Thần Ngọc và Lăng Nghĩa đang nghĩ gì, thời gian trôi nhanh như nước chảy, lại qua nửa canh giờ, bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng ồn ào. Ninh Hạ nhìn ra ngoài sân, rất nhanh đám đông tách ra một con đường. Lộc cộc, tiếng bánh xe ngựa lăn trên đường, từ con đường nhỏ đi tới, không lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cổng nhà. Người đánh xe là một tiểu lại mặc quan phục, tiểu lại nhảy xuống xe ngựa, vén rèm xe, Truy Phong mặc dạ hành y màu đen nhảy xuống. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên béo ú, mặc quan phục, được tiểu lại đỡ xuống xe. Khi nhìn rõ người nhảy xuống xe, mọi người ồ lên. Cô ta thực sự đã mời được quan lớn đến. Chu Lương An là người kinh ngạc nhất, ông ta nhận ra vị quan béo ú kia là quan lớn nhất trong nha môn, Trần Tư, cả trấn đều do ông ta quản lý. Tên mặc đồ đen kia rốt cuộc là ai, sao có thể mời được cả quan lớn Trần Tư đến đây? Trần Tư chạy xe ngựa cả một đoạn đường, khuôn mặt béo ú đỏ bừng vì nóng, mồ hôi túa ra, bóng nhẫy trên mặt, rất khó chịu. Lúc này, ông ta cũng không quan tâm đến những thứ đó nữa, vê vội vàng đi theo sau Truy Phong, vẻ mặt cung kính, không dám có chút sơ suất. Truy Phong đi thẳng vào sân, đến trước mặt Ninh Hạ, cung kính nói, bẩm phu nhân, người đã mời đến rồi. Ninh Hạ đứng dậy, gật đầu, nhìn Trần Tư đứng sau lưng Truy Phong, mỉm cười. Trần Tư hơi mở to mắt, nghe Truy Phong cung kính gọi Ninh Hạ là phu nhân, lập tức hiểu ra, người trước mặt này mới là nhân vật chính. Nghĩ vậy, Trần Tư lập tức bước lên, chắp tay hành lễ với Ninh Hạ, cung kính gọi, phu nhân. Ninh Hạ thấy Trần Tư cung kính như vậy, ngẩn người, rồi nhìn về phía Truy Phong. Truy Phong mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng phía sau, dường như không có ý định giải thích. Ninh Hạ nghĩ ngợi một chút, liền hiểu ra, cũng không truy cứu nữa, mà nói với Trần Tư, đại nhân khách sáo rồi, chuyện là như vậy. Mười mấy đứa trẻ ở làng Thanh Viễn bên cạnh đã đánh con tôi bị thương, còn hung hổ dọa người, kéo theo một đám người đến đây gây sự. Thực sự không thể giải quyết được, tôi mới phải nhờ người đi mời đại nhân đến đây, phân xử giúp tôi. Vừa nói, Ninh Hạ vừa chỉ vào mấy đứa trẻ bên cạnh. Lăng Nghĩa và Lăng Bác vừa mới bôi thuốc xong, vẫn chưa mặc áo, vết thương lộ ra bên ngoài, chi chít những vết thương, trông rất đáng sợ. Trần Tư vừa nhìn thấy, làm sao còn có thể bình tĩnh được nữa, vội vàng lau mồ hôi trên trán, nói, phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho người. Phu nhân và các công tử của vị đại nhân ở Kinh Thành, đến đây ẩn cư, trải nghiệm cuộc sống, ở trên địa bàn của ông ta, lại bị bắt nạt, nếu để vị đại nhân kia biết được, không chừng sẽ cách chức ông ta, đầu ông ta cũng không giữ được. Nghĩ vậy, Trần Tư càng thêm sợ hãi, quay đầu nhìn đám người bên ngoài sân, lạnh lùng nói. Ta đã nghe tiểu nương tử kể lại đầu đuôi câu chuyện, các ngươi còn gì muốn nói nữa không? Vừa dứt lời, lập tức có dân làng không nhịn được nữa, làm sao bọn họ có thể để Ninh Hạ một lời nói là quyết định được chứ? Đây chẳng khác nào thừa nhận lỗi là do con cái nhà họ sao? Chuyện này nếu không cẩn thận, còn có thể bị bắt vào đại lao, sao có thể được? Đại nhân, người đàn bà quá đó nói không đúng. Rõ ràng là lỗi của con nhà cô ta, con tôi cũng bị thương, xin đại nhân làm chủ cho chúng tôi. Thẩm lão phu nhân dù sao cũng từng trải, không đến mức trước mặt quan lớn lại không nói được lời nào, lập tức phản bác. Trần Tư nghe mà tức đến mức nổi gân xanh trên trán, đám dân đen này cũng không biết nhìn xem đây là ai, sao có thể để bọn họ vu oan giá họa như vậy chứ? Im miệng, ta thấy rõ ràng là các ngươi ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt tiểu nương tử cô nhi quả phụ. Chuyện này, hoặc là các ngươi bồi thường, hoặc là theo ta về nha môn ngồi tù. Trần Tư trầm mặt quát. Hai tiểu lại phía sau Trần Tư tay cầm trường kiếm, nghe giọng điệu tức giận và lời nói của đại nhân, liền biết ông ta đang bênh vực ai. Trường kiếm trong tay lập tức rút ra khỏi vỏ, sáng lấp lánh. Mọi người nghe vậy, cũng biết quan lớn đang bênh vực Ninh Hạ, trong lòng tức giận, nhưng không dám nói gì. Nhìn thanh đao sáng loáng kia, nếu bọn họ dám nói thêm hai câu nữa, có thể sẽ bị chém. Chu Lương An lập tức thay đổi lập trường, thấy gió chiều nào xoay chiều ấy, biết tình thế đã hoàn toàn nghiêng về phía Ninh Hạ, ông ta có nói gì, có thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa, bản thân lỗi cũng là do bên họ. Người đầu tiên lên tiếng nói, đại nhân, là lỗi của con tôi, số bạc này chúng tôi sẽ bồi thường, chúng tôi không có ý kiến gì. Cái gì? Tại sao lại bắt chúng tôi bồi thường? Vừa nghe nói phải tự mình bồi thường, lập tức có người không đồng ý. Trần Tư cau mày, vẻ mặt khó chịu, không bồi thường, thì đi ngồi tù. Đám dân đen ngu xuẩn. Ninh Hạ mỉm cười đi theo phía sau, đúng lúc nói, cũng không nhiều, mỗi người bồi thường 5 lạng bạc là được rồi, các ngươi có 12 người ra tay, không nhiều không ít, mỗi người 5 lạng. 5 lạng bạc, cô cũng coi như đã tha cho bọn họ, biết bọn họ đều làm nông, tự cung tự cấp, bản thân cũng rất nghèo.